Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 53. Khuê Long nói xong một câu, liền lập tức kéo cái thân thể tàn phế mà bỏ đi, thôi động bí thuật, lập tức rời khỏi hiện trường. Muốn đi sao, hỏi qua ý kiến của tôi chưa hả? Xích Hồng Nguyệt tất nhiên không muốn dễ dàng buông tha Khuê Long như vậy, định đứng dậy đuổi theo. Hồng Nguyệt tiểu thư. Lúc này, Phong Khê thiếu gia mở miệng nói, giặc cùng đường chớ đuổi, bây giờ vết thương của cô cũng không nhẹ, huống hồ khó đảm bảo Khuê Long không có thủ đoạn khác, không cần thiết phải đuổi cùng giết tận anh ta, chúng ta không cần đuổi theo đâu. Được. Xích Hồng Nguyệt sau khi suy nghĩ vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu, chấp nhận đề nghị của Phong Khê thiếu gia, nói, hôm nay Khuê Long đã bị đứt đoạn mà trốn, thực lực đã giảm đi rất nhiều, sau này không thể tạo thành uy hiếp gì với chúng ta nữa rồi. Còn nữa, một nửa thân rồng của anh ta, với ta mà nói thì lại có tác dụng không nhỏ đó. Xích Hồng Nguyệt nhìn thoáng qua một nửa thân rồng đang ở dưới đất, sau đó nói, Phong Khê, thứ này, đưa cho tôi, thấy thế nào? Hồng Nguyệt tiểu thư khách khí rồi, nếu cô đã muốn thì cứ lấy đi, không cần sự đồng ý của tôi đâu. Phong Khê thiếu gia cười nói, đây là chiến lợi phẩm của cậu, tất nhiên phải cần được sự đồng ý của cậu rồi, Phong Khê, cảm ơn. Xích Hồng Nguyệt lộ ra một nụ cười hứng thú nhìn sang Phong Khê thiếu gia, khẽ cười nói, Phong Khê, một chiêu lúc nãy của cậu, đến Khuê Long cũng không thể chống trả được, khủng khiếp như vậy sao? Ha ha, không đáng nhắc đến đâu, toàn dựa vào chùy tử kim mà Viêm Long tiên đế cải tạo đó. Phong Khê thiếu gia cười nói. Xích Hồng Nguyệt cười cười, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói, Khuê Long đã bị phế đi, sau đó tôi với anh hợp tác, thấy thế nào? Rất hân hạnh. Phong Khê thiếu gia cười nói, Hồng Nguyệt tiểu thư, có được sự gia nhập của cô, chúng ta nhất định có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Viêm Long tiên đế nhắc nhở, tranh thủ sớm ngày trở về ngoại vực. Xích Hồng Nguyệt nghe vậy, lộ ra một nụ cười thoải mái nói, Phong Khê, Khuê Long đã đi rồi, cậu không cần giả vờ trước mặt tôi làm gì cả. Xích Hồng Nguyệt nói tiếp, đừng phủ nhận, cũng không cần che giấu, kỳ thật tôi cũng có loại ý nghĩ đó. Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn ở bên cạnh Viêm Long tiên đế, nghe theo sắp xếp của anh ta. Phong Khê, tôi cảm thấy chúng ta có thể liên thủ, cùng nhau chinh phục trái đất. Xích Hồng Nguyệt nghiêm túc nói, cậu so với tên Khuê Long kia thuận mắt hơn nhiều, nói không chừng sau này, chúng ta có thể cùng nhau hành động, không thể tách rời, chẳng phải là quá hợp lý hay sao chứ? Hồng Nguyệt tiểu thư cứ đùa, Phong Khê thiếu gia nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không đưa ra lựa chọn thẳng thắn với câu nói đó. Cậu không cần cảnh giác như vậy, tôi cũng không phải đang thăm dò cậu, được rồi, việc này sau này từ từ nói đi. Xích Hồng Nguyệt nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, bỗng nhiên dò hỏi, đúng rồi, Phong Khê thiếu gia, vừa rồi uy thế mà chùy tử kim bộc phát ra, cậu có thể liên tục sử dụng không, hay là chỉ dùng được một lần? Đến rồi đó, cuối cùng cũng đã đến vấn đề chính rồi. Xích Hồng Nguyệt kéo dài thời gian làm quen với Phong Khê thiếu gia, nói nhiều lời như vậy, chính là để Phong Khê thiếu gia buông lỏng cảnh giác, thành thật trả lời vấn đề này của chính mình. Lúc này, đôi mắt đẹp của Xích Hồng Nguyệt nhìn chăm chú vào Phong Khê thiếu gia, chờ đợi câu trả lời của đối phương, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn qua chùy tử kim. Vật này quá cường đại, Xích Hồng Nguyệt tất nhiên nhớ rõ. Nếu như có thể cướp đi chùy tử kim, thì cô ta tất nhiên không cần e ngại những cường giả khác cùng đến trái đất này nữa rồi. Bây giờ, mặc dù Xích Hồng Nguyệt bị trọng thương, nhưng Phong Khê thiếu gia còn bị thương nặng hơn, nếu anh ta không có cách nào điều động được chùy tử kim, thì Xích Hồng Nguyệt có thể cướp đi món chí bảo này. Còn một điểm nữa, Xích Hồng Nguyệt không ngốc, mơ hồ đoán được Phong Khê thiếu gia chắc chắn không có cách nào liên tục sử dụng loại sức mạnh bộc phát kinh khủng như vừa rồi. Còn không thì trước đó, ngay thời điểm đánh nhau với Ngô Thanh Ảnh, Phong Khê thiếu gia đã dùng đến rồi, chứ không lựa chọn cách đánh nhau làm tổn hại hai bên như thế. Nếu Phong Khê thiếu gia đã không sử dụng, điều đó chứng tỏ năng lượng khủng khiếp kia mới bộc phát ra lúc nãy, anh ta không có cách nào mà dùng liên tục được, và mỗi lần sử dụng đều sẽ sinh ra tổn thương cực lớn. Chỉ có điều, những điều này chỉ là suy đoán mà. Thôi, không có cách nào chứng minh được. Vì thế Xích Hồng Nguyệt mới mở miệng hỏi thăm dò Phong Khê thiếu gia. Nếu như Phong Khê thiếu gia tránh mà không trả lời,
hoặc là ánh mắt bên trong toát ra một vẻ bối rối nào đó thì chứng tỏ mình đoán đúng. Đến lúc đó, Xích Hồng Nguyệt không chút do dự mà ra tay cướp đoạt. Cái này hả? Lúc này, Phong Khê thiếu gia nhếch miệng lên, khế cười nói, thật sự không dám giấu, Hồng Nguyệt tiểu thư, một chiêu vừa rồi vượt xa thực lực chân chính của tôi, đó chính là uy lực của Trùy Tử Kim. Nhưng loại năng lực tự nổ này, không phải là bản thân nó thật sự tự nổ mà chỉ là xuất hiện uy lực tương tự như tự nổ thôi. Phong Khê thiếu gia không hề hoảng hốt, mà bình thản cười nói, mà tôi, chỉ có thể liên tục sử dụng 2 lần thôi, sau 2 lần, Trùy Tử Kim sẽ phải hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, bổ sung năng lượng, khoảng 3 đến 5 năm sau mới có thể có đầy đủ năng lượng được. Nói cách khác, nếu tôi thi triển 2 lần liên tục nói thì không thể tiếp tục sử dụng nữa. Phong Khê thiếu gia nửa thật nửa đùa nói, thân ở trái đất, nguy cơ trùng trùng, đây là lá bài tẩy duy nhất của tôi, vì thế nếu không phải bất đắc dĩ thì tôi sẽ không chủ động dùng. Vừa rồi chúng ta đánh nhau với Khuê Long, anh ta muốn khôi phục bản thể, tình hình đó chúng ta không thể không chết rồi. Phong Khê thiếu gia nói, vì hết cách nên tôi mới không thể làm gì hơn, đành phải vận dụng 1 lần tự nổ của Trùy Tử Kim, chỉ tiếc không giết được anh ta, để anh ta chạy mất. Thì ra là thế. Xích Hồng Nguyệt nghe xong, gật đầu nói cách khác, cậu còn có thể dùng nó thêm 1 lần nữa thôi phải không? Phong Khê thiếu gia ngoài mặt lạnh lùng, thực tế trong lòng lại có chút hoang mang. Trùy Tử Kim tự nổ, thật ra anh ta chỉ có thể dùng 1 lần mà thôi. Phong Khê thiếu gia tính sai, vốn cho rằng có thể xóa sổ được Khuê Long nên mới vận dụng con át chủ bài. Ai ngờ không giết được Khuê Long. Ngược lại còn dùng hết con át chủ bài cuối cùng, được 1 mất 10. Có điều, Phong Khê thiếu gia đang đánh cược, anh ta cược Xích Hồng Nguyệt không thể nhìn thấu chính mình, không dám trở mặt với mình. Vì thế, dù là trong lòng Phong Khê thiếu gia có hoảng hốt, thì cũng không biểu hiện ra ngoài, nếu không thì cũng xong đời rồi. Quả nhiên, Xích Hồng Nguyệt sau khi đánh giá một hồi, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, không ra tay với Phong Khê thiếu gia nữa. Phong Khê, cái lão già cảnh giới võ thánh lúc này đó, thuộc về tôi, cậu không có ý kiến gì chứ? Sau đó, Xích Hồng Nguyệt mở miệng nói. Tất nhiên là không rồi. Phong Khê thiếu gia khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, nói tiếp, có điều, Ngô Thanh Ảnh bị tên nhóc này thu vào vòng tay lưu trữ rồi, muốn cơ thể bà ta thì trước tiên phải giải quyết tên nhóc này cái đã. Ha ha, một người bình thường ở trái đất thôi mà, không đủ gây sợ. Xích Hồng Nguyệt liếc nhìn Tô Thương một chút, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, không xem Tô Thương ra gì. Phong Khê thiếu gia nghe vậy, lại mở miệng nhắc nhở, Hồng Nguyệt tiểu thư, tuyệt đối không được xem thường cậu ta. Cậu ta tên là Tô Thương, giới luyện võ mở ra biến đổi cũng là do cậu ta làm, cách đây không lâu, cậu ta giết chân nhân U Minh và cha Trường Phong của tôi, thực lực không thể khinh thường được. Xích Hồng Nguyệt nghe thế. Lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của chân nhân U Minh, so với tôi không hề yếu, tên nhóc này nhìn thoáng qua như người bình thường, sao mà giết được chân nhân U Minh chứ, cậu đang đùa tôi sao? Từ đầu đến cuối, Tô Thương đều đứng ở phía dưới, cũng không bộ ra lộ chút linh khí nào. Bên người anh mang theo tháp hư không, hoàn toàn giấu khí tức vào trong, dù là người tu chân cảnh giới hóa kình cũng không thể nhìn thấu được. Vì thế... Xích Hồng Nguyệt mới có thể nghi ngờ lời Phong Khê thiếu gia nói, cho rằng Tô Thương không chịu nổi một đòn, đối với Tô Thương tràn đầy khinh thường. Tên nhóc này tinh thông trận pháp, xoa sổ được chân nhân U Minh, chính là vì vận dụng trận pháp, nếu không thì chắc chắn không phải đối thủ của chân nhân U Minh rồi. Phong Khê thiếu gia cầm trong tay Trùy Tử Kim, vừa nhìn Tô Thương vừa đánh giá nói, có điều, cũng không nên coi thường cậu ta, tên này vẫn còn chút đồ vật đó. Cách đây không lâu, người giết cha Trường Phong của tôi, chính là cậu ta, mà hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân đó. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, tôi đoán, cậu ta chắc là Nguyên Anh sơ kỳ hoặc trung kỳ, đồng thời bên người còn mang chí bảo nào đó mới có thể che giấu được khí tức và cảnh giới của mình. Là thế hả? Xích Hồng Nguyệt lộ ra một nụ cười, Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ, không đủ gây sợ, cho dù hai chúng ta đều bị trọng thương, cũng có thể dễ dàng nghiền ép cậu ta. Phong Khê, cậu nói cậu ta mang theo chí bảo, mặc dù tôi không biết cái gì, nhưng ngược lại tôi cảm thấy hứng thú lắm đó nha. Xích Hồng Nguyệt khẽ cười nói, cậu đã có Trùy Tử Kim rồi,
cũng không cần tranh giành với tôi làm gì. Ha ha, không thành vấn đề. Phong Khê thiếu gia nhẹ gật đầu, sau đó nói, món chí bảo kia của cậu ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là tháp lưu ly 9 tầng, cũng được gọi là tháp hư không. Tháp hư không. Xích Hồng Nguyệt nghe nói như thế, biểu cảm đột nhiên nghiêm túc hơn, muốn hỏi như xác nhận lại, Phong Khê, chuyện này là thật hay sao? Hoàn toàn chính xác. Đế khí của Huyền Thiên Tiên Đế, tháp lưu ly 9 tầng. Xích Hồng Nguyệt lại đặt câu hỏi thêm lần nữa. Phong Khê thiếu gia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói, Tô Thương họ Tô, chắc hẳn cô có thể đoán được cậu ta là hậu nhân của ai rồi chứ? Họ Tô, Tô. Xích Hồng Nguyệt giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên như hiểu ra mà nói, cậu ta là hậu nhân của Tô Vô Kỵ. Không sai. Phong Khê thiếu gia nói, hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Tiên Đế không biết vì sao mà đột nhiên xuất hiện ở trái đất, đồng thời truyền cho Tô Vô Kỵ công pháp cường đại, Vô Ngã Thần Công. Đồng thời, Huyền Thiên Tiên Đế vì trợ giúp Tô Vô Kỵ chống lại những điểm xấu, am trực tiếp đem đến khí tháp hư không của mình cho Tô Vô Kỵ mượn. Tô Vô Kỵ dựa vào Vô Ngã Thần Công cùng với tháp hư không, nổi lên từ đó, từng bước vững vàng hơn, đặt chân đến kết đan đỉnh phong. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, về sau, Huyền Thiên Tiên Đế và Viêm Long Tiên Đế, hai người lấy Tô Vô Kỵ làm ván cược. Huyền Thiên Tiên Đế tin tưởng vững chắc người nhất định thắng trời, dù là không có tháp hư không, Tô Vô Kỵ cũng có thể chống cự điểm xấu, đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Viêm Long Tiên Đế lại cho rằng, Tô Vô Kỵ đánh không được pháp tắc, cuối cùng sẽ chết bởi điểm xấu. Thế là, Tô Vô Kỵ liền bỏ tháp hư không, được sợ giúp đỡ của Huyền Thiên Tiên Đế, chia tháp hư không thành nhiều phần, phân ra mà đưa cho mấy đệ tử thiên tài mà ông ta xem trọng nhất. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, trong đó, ba tầng cuối cùng của tháp hư không, Tô Vô Kỵ giao cho con của ông ta là Tô Kiền Khôn. Điểm xấu bên trong thiên địa, chỉ có sức mạnh ẩn chứa của đế khí, mới có thể chống lại được. Tô Thương có thể không nhìn thấy điểm xấu, từng bước đặt chân đến Nguyên Anh, tất nhiên phải có liên quan đến chí bảo đế khí đó rồi. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, vì thế, tôi đoán cậu ta đã kế thừa ba tầng tháp hư không của nhà họ Tô. Hồng Nguyệt tiểu thư, vật này là chí bảo hiếm có, nếu cô đã mở miệng thì tôi để cho cô. Phong Khê thiếu gia khẽ cười nói, chỉ có điều, hy vọng cô có thể đưa đá thông linh cho tôi có rất nhiều tin tức. Muốn nói với Viêm Long Tiên Đế. Được. Xích Hồng Nguyệt nghe vậy, không chút do dự mà đồng ý, sau đó vừa mới động suy nghĩ, liền lấy ra đá thông linh, Phong Khê thiếu gia, con người cậu rất thoải mái, không chút động tâm với tháp hư không, tôi thấy cậu rất đáng khen đó, đá thông linh này, chỉ là một công cụ để liên lạc mà thôi, tôi dùng nó cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cũng lười nghe giọng điệu của Viêm Long Tiên Đế, đã vậy thì tặng cho cậu đi. Vừa nói xong, Xích Hồng Nguyệt liền tiện tay ném đá thông linh ra ngoài, nhìn vào có thể thấy, cô ta cũng không thèm để ý đến đá thông linh. Phong Khê thiếu gia lại cực kỳ để ý, lập tức lộ vẻ vui vẻ, vươn tay định lấy đá linh thạch. Nhưng vào lúc này, Tô Thương đột nhiên ra tay, thi triển chỉ xích thiên nhai, lập tức xuất hiện tại trước mặt Phong Khê thiếu gia, trực tiếp cướp đi đá thông linh. Vù vù. Cùng lúc đó, Phong Khê thiếu gia kịp phản ứng, giận không kìm được mà ra tay. Hướng về Tô Thương đánh ra một chưởng. Xích Hồng Nguyệt cũng giống như thế, điều động linh khí còn sót lại, đánh ra một đường ánh sáng màu đỏ, sắc bén như đao, hớp về phía Tô Thương mà đánh giết. Hai người đó vốn đang bị thương, tiện tay mà tấn công như thế thì đối với Tô Thương không đủ gây sợ, vì thế nên anh rất nhẹ cũng có thể tránh khỏi. Sau một giây, hai đòn tấn công này, nổ tung trên không trung, dư âm tản ra bốn phía. Ha ha! Lúc này, Tô Thương vững vàng tiếp đất, cự ly hai người khoảng chừng 5-6 mét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh vuốt vuốt đá thông linh, sau đó thu vào vòng tay lưu trữ, nhìn về phía TK thiếu gia và Xích Hồng Nguyệt, thoải mái cười nói, hai người, nói lâu như vậy, còn phân chia cả tháp hư không của tôi nữa, sao hả, thật sự cho rằng là tôi là dê đang đợi làm thịt hay sao chứ? Tô Thương. Phong Khê thiếu gia nghênh tiếp ánh mắt Tô Thương, trầm giọng nói, đưa đá thông linh cho tôi, nếu không thì tôi sẽ cho cậu chết. Thật là trò cười, nếu giao ra rồi thì các người sẽ không ra tay với tôi nữa hay sao?
Tô Thương lạnh lùng cười nói. Hừ. Phong Khê thiếu gia nghiêm túc nói, ít nhất thì có thể để cậu chết một cách thoải mái mà không chịu tra tấn. Thế thì không cần. Tô Thương khẽ cười nói, tôi cảm thấy hai người còn không đủ thực lực để giết tôi. Ngược lại, bây giờ, tính mạng của các người đều nằm trong lòng bàn tay tôi rồi. Ha ha, thật buồn cười. Xích Hồng Nguyệt nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh, Tô Thương, to miệng thật đấy. Thật sự tưởng đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh thì có thể khiêu khích cường giả ngoại vựa hay sao, chịu chết đi. Vừa nói xong, Xích Hồng Nguyệt không chút do dự mà chịu úp tiếp nhún người hướng thẳng về phía Tô Thương. Cho dù cô ta bị trọng thương, nhưng nghe Phong Khê thiếu gia nói, Tô Thương nhiều nhất cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Đối với cảnh giới này của người tu chân, cô ta vẫn không sợ, tự thấy bản thân có thể một chiêu đánh bại được. Phi Phong Khê thiếu gia bên cạnh. Vốn định cùng nhau ra tay, có điều, sau khi cân nhắc một chút liền từ bỏ ý nghĩ này. Tên nhóc Tô Thương này, có chút cổ quái, nếu cô ta có thể giết được Tô Thương, tất nhiên là tốt rồi, nhưng nếu cô ta không đánh được Tô Thương, thì với tình hình trước mắt của mình, tất nhiên cũng không phải đối thủ của Tô Thương, chuyện mình cần làm đầu tiên vẫn là chuẩn bị chạy trốn thật tốt, phòng ngừa chuyện xấu xảy ra. Nghĩ đến đây, Phong Khê thiếu gia liền lui về sau nửa bước. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Ha ha! Tô Thương nhìn qua Xích Hồng Nguyệt đang hướng tới mình muốn đánh giết, cũng không hoảng loạn chút nào, mà tự lẩm bẩm tháp hư không, ra đây. Sau một giây, một tòa tháp nhỏ liền xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu của Tô Thương. Chiếu xuống hàng ngàn tia sáng bao phủ lên hết người Tô Thương, tạo thành một bức tường bảo vệ không gì có thể xâm nhập vào được, hơn nữa nó còn tản ra uy thế vô cùng khủng bố. Sau đó, Tô Thương điều khiển tháp hư không, chủ động nghênh chiến Xích Hồng Nguyệt, uy thế khủng bố cũng di chuyển theo anh, vút trong không trung khiến không khí cũng kêu rít kêu theo. Trong nháy mắt, bàn tay của Xích Hồng Nguyệt chụp về phía Tô Thương cũng không né tránh mà dùng tháp hư không đỡ lại. Xích Hồng Nguyệt bây giờ, bởi vì thương thế quá nặng chỉ có thể đánh ra uy thế của Nguyên Anh hậu kỳ, vốn có thể di ba tê chết Tô Thương. Nhưng ai mà ngờ, một chưởng nay vỗ xuống ngàn tia sáng kia thì đều không phá vỡ được bức tường bảo vệ này, Tô Thương không hề bị xê dịch tí nào. Bây giờ, đến lượt tôi ra tay. Tô Thương nở một nụ cười nhạo, không hề để cho Xích Hồng Nguyệt có cơ hội chống trả lại, bách thế luân hồi quyền đánh ra. Một chưởng này, Tô Thương đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, uy thế ngút trời, kèm theo vô số ảnh hưởng vô cùng xấu. Ngay khi bách thế luân hồi quyền chạm vào người mình, thì Xích Hồng Nguyệt liền rơi vào hôn mê, trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nhưng rất nhanh, cô ta đã kịp phản ứng lại, muốn chống cự, nhưng đáng tiếc, một chưởng này đã vỗ xuống người cô ta. Cùng với một âm thanh vang lên, cơ thể Xích Hồng Nguyệt bỗng nhiên bị văng ngược ra. Dưới tác động của luồng sức mạnh khổng lồ này, Xích Hồng Nguyệt sau khi rơi xuống đất, trực tiếp ngất đi. Chấm. Một chưởng của Tô Thương đã đánh ngất cô ta luôn rồi. Hoàn toàn không cho cô ta cơ hội phản kháng nào. Thu. Tiếp theo đó, Tô Thương đồng ý niệm một cái, điều khiển tháp hư không bay tới, rồi đem Xích Hồng Nguyệt thu vào trong tháp hư không. Bây giờ, Tô Thương đã đặt chân lên cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, có thể chiến đấu vượt cấp được, lại thêm tháp hư không, anh có thể trực tiếp chống lại Nguyên Anh đỉnh phong. Đồng thời, Tô Thương đã có thể điều khiển tầng một tháp hư không một cách bình thường được rồi. Về sau sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như Xích Hồng Nguyệt, Tô Thương cảm thấy cô ta còn có tác dụng, dù sao cũng là người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế, nói không chừng cô ta còn biết một vài tin tức gì đó, cho nên anh mới thu cô ta vào trong tháp hư không. Tô Thương nhìn thì tưởng tùy tiện nhưng thực ra anh vô cùng cảnh giác, anh cũng lo lắng Viêm Long Tiên Đế đã cho Xích Hồng Nguyệt một lá bài tẩy siêu mạnh nào đó. Cho nên lúc nãy anh mới không lưu tình, trực tiếp dùng toàn lực. Một chưởng đánh ngất Xích Hồng Nguyệt, sau đó nhanh chóng thu cô ta vào tháp hư không, như vậy thì cứ xem như cô ta có át chủ bài gì thì không còn cơ hội sử dụng nữa. Mà vào trong tháp hư không rồi thì Tô Thương là người có quyền hạn tuyệt đối. Trừ phi đạt được đến cảnh giới tiên đế rồi, nếu không thì cho dù là người tu chân cảnh giới độ kiếp chỉ cần vào tháp hư không rồi thì đều phải nghe theo sự sắp xếp của Tô Thương. Bởi vì, Tô Thương chính là chủ nhân của tháp hư không, ở đó. Anh chính là trời, chính là đất, là chủ của tất cả. Cái tên Khuê Long lúc trước,
còn để lại một nửa cơ thể rồng, thứ này không tệ nha. Còn nữa, người phụ nữ này lại có quan hệ đặc biệt với Viêm Long Tiên Đế, ắt hẳn trong vòng chứa đồ của cô ta có rất nhiều vật tư để tu luyện, lần này kiếm được món lợi lớn rồi. Sau khi thu Xích Hồng Nguyệt vào tháp hư không xong thì Tô Thương nở một nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà anh cũng không gấp lấy những thứ đồ này, mà anh muốn chính là điều khiển tháp hư không nhanh chân đuổi theo Phong Khê Thiếu Gia. Ngay khi Xích Hồng Nguyệt bị đánh bại trong tích tắc kia thì Phong Khê Thiếu Gia đã xoay người bỏ chạy. Ha ha, Phong Khê Thiếu Gia, anh chạy không thoát đâu, dám xâm nhập núi Côn Luân, giam giữ người thân của tôi, lại còn dám hoành hành ở trái đất. Hôm nay anh chết là cái chắc. Tô Thương đằng không bay lên, sau đó xuất ra tháp hư không, chuẩn bị một chiêu di ba tê chết Phong Khê Thiếu Gia đang bị thương nặng. Nếu như Phong Khê Thiếu Gia đang ở trạng thái đỉnh phong thì Tô Thương quả thực phải tốn tí sức lực. Không chỉ có anh ta, cứ coi như đối mặt với Xích Hồng Nguyệt thì Tô Thương cũng không thể thắng dễ dàng được. Nhưng bây giờ, hai người đó đã như nỏ mạnh hết đà, Tô Thương đến đối phó tự nhiên sẽ vô cùng nhẹ nhàng rồi. Giờ này phút này, đối diện với cuộc truy sát của tháp hư không, Phong Khê Thiếu Gia căn bản không có sức lực để đánh trả nữa, thế là anh ta liền cầu xin tha mạng. Tô Thương, buông tha cho tôi đi, tôi có thể nói hết những gì cậu muốn biết, còn nữa, tôi nguyện ý đi theo cậu, cùng cậu ký khế ước linh hồn, giúp cậu đối phó với các cao thủ ngoại vực khác. Ha ha, không cần nữa, đợi sau khi Di Ba Tê chết anh rồi, tôi sẽ cướp đi các tài nguyên tu luyện của anh. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ tấn cấp lên, tự bản thân tôi có thể tiêu diệt được hết tất cả, giữ lại anh cũng chẳng có ích gì. Tô Thương quả quyết cự tuyệt, hơn nữa, tâm tư của anh quá nhiều, tôi không có thói quen nuôi hổ trong nhà. Tô Thương. Phong Khê Thiếu Gia nhìn thấy Tô Thương cự tuyệt như vậy, lập tức trầm mặt lại nói, cậu đừng có mà được voi đòi tiên, nếu như cậu mà ép tôi quá thì cậu cũng đừng mong là sẽ tốt hơn tôi. Ồ. Tô Thương nhíu mày nói. Xem ra anh còn thủ đoạn nhỉ, đến đi, cứ dùng ra xem nào, để tôi thấy anh còn giấu con bài tẩy gì nữa. Hừ, Tô Thương, đây là do anh ép tôi đó. Phong Khê Thiếu Gia mặt trầm như nước, sau khi do dự một hồi thì cuối cùng lại nghiến răng, đem chùy tử kim ném lên trên cao, trầm giọng nói, chùy tử kim, nổ cho tôi. Anh ta quả thực chỉ có thể dùng một lần chiêu làm chùy tử kim nổ tung, nhưng đã dùng để đối phó với Khuê Long rồi. Khiến cho Khuê Long bị banh mất nửa người. Nhưng, đó hoàn toàn không phải là nó tự nổ thật sự, chỉ là giống như một tiểu xảo mà thôi. Bây giờ, vì mạng sống của mình, Phong Khê Thiếu Gia quyết định từ bỏ chùy tử kim để chùy tử kim tự phát nổ, dùng cái này di ba tê chết Tô Thương. Nếu như không giết được thì cũng có thể giữ chân Tô Thương lại, cho mình một cơ hội để trốn thoát. Giữ lại được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Chỉ cần mình còn sống thì chùy tử kim có là gì chứ? Vù! Lúc này, chùy tử kim nghênh chiến với tháp hư không, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, uy thế kinh khủng, không ngừng bành trướng ra. Hừ! Tô Thương thấy vậy, liền nhíu mày và vội vàng điều khiển tháp hư không trở về trạng thái phòng vệ, hàng ngàn tia sáng chiếu xuống, hoàn toàn che phủ Tô Thương lại, không gì có thể xâm nhập vào được. Khoảnh khắc tiếp theo. Chùy tử kim tự nổ tung lên, một luồng sức mạnh kinh khủng, vô song quét về mọi hướng. Tất cả mọi thứ ở giữa không trung đều bị luồng sức mạnh này quét đi hết, chặt đứt đoạn ra hết, cũng may là đang ở giữa không trung, chứ nếu không thì toàn bộ người luyện võ cùng với người tu chân ở đây chắc chắn sẽ không ai may mắn thoát khỏi. Mặc dù Tô Thương ở giữa không trung nhưng anh có tháp hư không bảo vệ cho nên không cần lo lắng gì. Dù sao tháp hư không từng là đế khí. Vật liệu tạo thành và sức mạnh pháp tắc ẩn chứa bên trong nó đều vượt xa chùy tử kim. Mặc dù như thế thì Tô Thương cũng không dễ dàng gì, anh cũng bị ảnh hưởng một chút, khí huyết cuồn cuộn, sau đó liền phun ra một ngụm máu, nhưng cũng may cũng không có vấn đề gì lớn. Sau mười mấy giây, ánh sáng nơi đó liền tản đi hết, chùy tử kim đã biến thành những mảnh vụn, tiêu tán vào trong không trung rồi. Tô Thương đồng ý niệm một cái thu hết vào trong tháp hư không. Sau đó anh lại tập trung tìm kiếm, nhưng Phong Khê Thiếu Gia đã sớm biến mất tăm hơi. Đáng tiếc mà. Tô Thương tiếc hận một hồi, sau đó lại nói, nhưng mà cũng không sao, bản thân anh ta bị thương nặng, lại không còn chùy tử kim, không cần phải sợ, lần sau gặp lại, mình có thể dễ dàng giết anh ta rồi, chỉ là cơ thể của anh ta,
không có cách nào dùng để nối cho Tô Thanh Y rồi. Bịch. Cùng lúc này, ở một bên khác, cuộc chiến đấu đã kết thúc, Quách Ý không đấu lại Sắc Phong, bị Sắc Phong dùng một chưởng đánh lui lại. Quách Ý vì có quạt Thanh Phong bảo vệ nên cũng không có vấn đề gì, chỉ là phun ra một ngụm máu mà thôi. Về phần Sắc Phong mặc dù chiếm thượng phong nhưng anh ta vẫn luôn chú ý đến tình hình bên kia, sau khi biết được Khuê Long đã bị phế, Xích Hồng Nguyệt đã bị giam lại, ngay cả Phong Khê Thiếu Gia cũng chạy trối chết thì đương nhiên anh ta cũng không dám ở lại nữa, thế là liền xoay người lại muốn trốn đi. Ha ha! Làm bị thương thuộc hạ của tôi, bây giờ muốn đi sao, đã muộn rồi. Tô Thương thấy vậy, nở một nụ cười lạnh rồi sau đó tung người lên tấn công. Ầm, ầm, ầm. Bách Thế Luân hồi quyền, được đánh ra không ngừng. Sắc Phong đã đánh nhau với Quách Ý một trận rất lâu, mặc dù sau cùng đã thắng Quách Ý nhưng chính anh ta cũng đã mất sức rất nhiều. Bây giờ lại đối mặt với Tô Thương, tự nhiên sẽ không còn sức lực để chống trả nữa, cứ thế bị Tô Thương trấn áp. Khoảng mười mấy hiệp sau thì Tô Thương đã chiến thắng, đánh một chưởng vào ngực của Sắc Phong, đánh anh ta rơi thẳng xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bịch! Sắc Phong nằm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ ôm lấy ngực, sau đó phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt nói, Tô Thương, đừng có giết tôi biết bí mật của Viêm Long Tiên Đế. Bí mật gì? Nói. Tô Thương đứng ngay trước mặt Sắc Phong, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi. Không lâu sau, anh ta sẽ đến trái đất. Sắc Phong yếu ớt nói. Hử. Tô Thương nhíu mày nói, tôi nhận được tin tức nói, trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất đã mạnh lên rồi, Viêm Long Tiên Đế không có cách gì để tiến vào được, cho dù là hạ xuống cảnh giới chuẩn tiên đế cũng không cách gì đặt chân lên trái đất được, anh đang lừa tôi sao? Sắc Phong vì muốn sống, liền giải thích nói, quả thực đúng như anh nói, trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất đã mạnh hơn rồi, Viêm Long Tiên Đế đã chuẩn bị rất nhiều, vốn đã có thể đến trái đất với trạng thái toàn thịnh nhất. Nhưng bởi vì trận pháp mạnh lên nên kế hoạch của anh ta đã thất bại, nhưng Viêm Long Tiên Đế cũng không cam tâm, thế là anh ta lại tìm ra một cách mới, có thể dựa vào cảnh giới chuẩn tiên đế để đến trái đất. Sắc Phong nói tiếp, mặc dù tôi không biết cách này là gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến Phong Khê Thiếu Gia. Cho nên, tôi mới cố ý tiếp cận Phong Khê Thiếu Gia, kết liên minh với Phong Khê Thiếu Gia, mục đích là để biết được chân tướng sự việc. Sắc Phong tiếp tục nói, tôi cũng không hy vọng Viêm Long Tiên Đế sẽ tới trái đất, tôi muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta, vì vậy tôi dự định ngay thời khắc quan trọng thì ngăn cản anh ta xuống trái đất. Tô Thương, anh tha cho tôi đi, tôi sẽ đi tìm Phong Khê Thiếu Gia, tiếp cận anh ta, làm rõ chân tướng, sau đó tôi sẽ báo lại cho anh biết, tha cho tôi một mạng chỉ có lợi chứ không có hại. Sắc Phong nói chuyện với Tô Thương là dùng linh hồn truyền âm, cho nên những người khác có mặt ở đó đều không nghe thấy được. Ha ha! Tô Thương nhìn Sắc Phong, cười nhạo nói, cho dù những gì anh nói là thật thì tôi cũng không để cho anh sống. Anh không sợ Viêm Long Tiên Đế cảnh giới chuẩn tiên đế tới trái đất sao? Sắc Phong nói. Sợ! Tô Thương khẽ cười nói, tôi sợ anh ta không đến. Vừa dứt lời, Tô Thương thẳng tay ra đòn, trực tiếp di ba tê chết Sắc Phong. Trong nháy mắt, Sắc Phong đã trở thành một cái xác không hồn. Vốn là hóa thần đỉnh phong sau khi đến trái đất đã bị ép xuống thành nguyên anh đỉnh phong, vốn là một chân tung hoành ngang dọc, vậy mà bây giờ lại có kết cục ảm đạm như vậy. Viêm Long Tiên Đế, anh nhất định phải tới đấy. Tô Thương liên tục cười nhạo, sau đó động ý niệm một cái, thu xác Sắc Phong lại. Anh đã nhận lời Tô Thanh Y, sẽ tìm cơ thể của Phong Khê Thiếu Gia, để nối chân tay cho ông ấy. Bây giờ Phong Khê đã chạy thoát rồi, nhưng cơ thể của Sắc Phong cũng không tệ, cảnh giới lại ngang ngửa với Phong Khê Thiếu Gia. Lại thêm, Xích Hồng Nguyệt còn đang ở trong vòng tay chứa đồ, còn có nửa cơ thể rồng nữa, hoàn toàn có thể dung hòa tất cả lại với nhau, tạo thành cho Tô Thanh Y một cơ thể rồng thật sự, như vậy những ngày tháng sau này ông ấy sẽ lớn mạnh không gì đo đếm được. Về phần Viêm Long Tiên Đế ở trạng thái cảnh giới chuẩn tiên đế đến trái đất. Ha ha. Tô Thương cũng hề nói khoác, anh thật sự hy vọng Viêm Long Tiên Đế sẽ tới trái đất. Kinh Kha cây ết ủng bố dưới núi Cửu Phong kia đã đột phá lên cảnh giới tiên đế chân chính, trái đất qua mấy ngàn năm, thì đây chính là vị tiên đế thứ hai đó.
Người thứ nhất chính là Hoàng đế Thủy Hoàng Tổ Long, người thứ hai chính là ông ấy, Kinh Kha. Mặc dù Kinh Kha bây giờ vẫn chưa được ổn định, lúc tỉnh lúc tẩu hỏa nhập ma, nhưng lực chiến đấu của ông ấy lại là cảnh giới tiên đế nha. Nếu như Viêm Long tiên đế có thể đến trái đất với cảnh giới chuẩn tiên đế của mình thì chắc chắn sẽ phải ăn quả đắng rồi, thậm chí rất có thể còn phải chết mất xác ở trái đất nữa. Bởi vậy, Tô Thương cũng không đuổi theo Phong Khê thiếu gia, anh ta không phải là chìa khóa để Viêm Long tiên đế đến trái đất sao, cứ để bọn họ tiến hành, còn anh cứ ngồi đợi Viêm Long tiên đế tới. Giờ này phút này, bốn tên cao thủ ngoại vực đến núi Cửu Phong, kẻ chạy thì đã chạy, kẻ chết thì đã chết, kẻ tàn phế thì thành tàn phế, còn có một người thì bị giam lại, nguy cơ đã được hoàn toàn giải trừ. Không ngờ, Tô Thương vậy mà lại có thực lực gây ết ủng bố như vậy, quả thực khiến người ta không tưởng tượng được mà. Nửa năm trước cũng chính là anh ấy ngăn cơn sóng dữ, khởi động cải biến giới luyện võ, lần này lại là anh ấy, minh chủ Tô mãi mãi không khiến người khác thất vọng mà, anh ấy chính là đại diện cho kỳ tích. Trong thời gian ngắn như thế mà đã từ trúc cơ sơ kỳ tiến lên cảnh giới có thể chống lại được Nguyên Anh đỉnh phong, không hổ là người được ông trời lựa chọn, chẳng trách anh ấy có thể khởi động được cải biến giới luyện võ. Ha ha ha, có sao nói vậy, minh chủ của chúng ta cũng có chút chó má ghê, che giấu thực lực đợi người ta đánh mệt rồi mới nhảy ra đánh, quả thực, quá chó má rồi, anh ấy chính là Lão Lục mà. Chỉ những người chơi thay vì cùng đồng đội phối hợp tấn công, thì thường chọn cách núp lùm để chờ cơ hội hất tay trên. Anh hiểu gì chứ, đây gọi là ẩn nhẫn, là mưu kế đó, nếu như minh chủ sớm đã ra tay thì bọn cao thủ ngoại vực kia còn tự chém giết lẫn nhau à, mấy người bọn họ có ai là yếu đâu, nếu như bọn chúng cùng lên thì chỉ sợ minh chủ cũng phải nuốt hận thôi. Quả thực như vậy, minh chủ đa mưu túc trí, ẩn nhẫn không lộ diện, sau cùng mới ra đòn chí mạng, đây mới người có thể làm nên chuyện lớn, Tô Lão Lục vô địch. To gan, vậy mà dám đặt biệt danh cho minh chủ, còn muốn lăn lộn trong giới luyện võ nữa không hả, coi chừng Lão Lục minh chủ ra lệnh một câu thì anh đừng hòng mà lăn lộn được nữa. Ha ha, Lão Lục minh chủ, được, được, Lão Lục minh chủ vô địch. Lão Lục minh chủ vô địch. Lão Lục minh chủ vô địch. Những người luyện võ có mặt ở đó, nhìn thấy nguy cơ của núi Cửu Phong đã được giải trừ, giới luyện võ đã toàn thắng. Cho nên toàn bộ đều trở nên vô cùng vui mừng phấn khởi, ngay lập tức tiếng tung hô Tô Thương vang lên như núi kêu biển gầm. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương tức đến sạ mặt lại, cái mẹ gì vậy, đây đều là cái thứ gì vậy chứ, sao mình lại biến thành Lão Lục rồi. Nhưng mà, Tô Thương cũng chỉ cười khổ hai tiếng chứ cũng không tính toán với mấy người này, Lão Lục thì Lão Lục vậy. Tiếp theo đó, Tô Thương đi đến trước mặt Quách Hí. Hỏi thăm, Quách Hí, vết thương của cậu thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn, chỉ là do cưỡng ép sử dụng quạt thanh phong, cho nên bị phản phệ, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ khỏe lại thôi. Quách Hí khẽ cười nói. Tô Thương gật đầu, sau đó đồng ý niệm một cái, lôi sắc phong từ trong vòng tay chữ đồ ra, rồi dùng ý thức của mình giả soát một chút thì phát hiện ra không ít đồ có thể dùng được. Sau đó, Tô Thương liền lấy ra một bình đan dược. Đưa cho Quách Hí, đồng thời nói, bình đan dược này cậu giữ cho kỹ, có thể điều trị vết thương của cậu, bên trong có 5 viên đan dược, cậu ăn 2 viên là được, ăn nhiều quá cũng không có tác dụng gì, không quá 3 ngày thì cậu có thể khôi phục lại như lúc đầu rồi. Cảm ơn cậu chủ. Quách Hí nhận lấy đan dược, cung kính cảm ơn Tô Thương. Khách sáo rồi, hôm nay cậu chịu thiệt nhiều rồi, cái này là cậu xứng đáng có được. Tô Thương khẽ cười. Sau đó rời ánh mắt nhìn về đám cao thủ cổ tộc cùng đến với Phong Khê thiếu gia, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng nói, bây giờ, là lúc xử lý mấy tên phản đồ quy hàng ngoại vực. Cùng lúc với lời nói, uy thế của Tô Thương liền bộc phát ra, quét sạch xung quanh một cách mạnh mẽ. Tất cả cao thủ cổ tộc có mặt ở đó, đều sợ đến trắng toát cả mặt mũi, quỳ trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy. Lão Lục Minh, không đúng, Tô Minh Chủ, tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới đi nhờ vả ngoài vực. Đúng vậy, Tô Minh Chủ, cao thủ ngoại vực thật sự quá là mạnh, chúng tôi không hề có lực đánh trả lại, nên đành phải thỏa hiệp với bọn họ. Nói đến đây, hai mắt Tây Phương sáng ửng đỏ, thoáng chút nghẹn ngào nói, để bảo vệ hàng trăm ngàn sinh mạng của nhà họ Tây, cũng để bảo vệ sự kế thừa hàng ngàn năm của nhà họ Tây, nên bất đắc dĩ,
tôi đành phải nghe theo lời của ông chủ thượng quan, chủ động liên hệ với gia tộc Đông Phương, nhờ vả vào ngoại vực. Cuối cùng, dưới sự cầu xin của ông chủ thượng quan, nhà họ Tây đã tránh được một kiếp nạn, rồi gánh trên lưng tiếng xấu đầu hàng địch. Tây Phương Sáng biểu lộ ra vẻ phức tạp nói, hai, tôi không biết bản thân làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai, Tô thiếu gia, nếu cậu muốn trừng phạt, thì phạt một mình tôi thôi, là tôi làm hết tất cả những chuyện này, mọi người của nhà họ Tây chỉ là nghe theo lệnh của tôi thôi, cậu tuyệt đối đừng trách tội bọn họ. Ông chủ, ông cũng là vì bảo vệ toàn bộ nhà họ Tây thôi, ông không làm sai gì hết. Đúng, nếu không phải là ông, thì nửa năm trước chúng tôi đã chết từ lâu rồi, làm sao có thể sống được đến bây giờ, nếu chết thì chúng ta cùng chết. Cùng chết. Rất nhiều thành viên của nhà họ Tây đứng trước núi Cửu Phong, thi nhau đứng đằng sau Tây Phương Sáng, muốn cùng Tây Phương Sáng đồng sinh cộng tử. Các ngươi. Tây Phương Sáng thấy vậy, lạnh lùng nói, vớ vẩn, lui hết xuống cho tôi. Rất nhiều cao thủ của nhà họ Tây, không ai dám lùi xuống. Mỗi người họ đều chuẩn bị sẵn tinh thần hào hiệp để chết rồi. Được rồi. Sau khi Tô Thương chân tướng, thì nói với giọng bình thản, Tây Phương Sáng, đừng diễn cảnh sinh ly tử biệt nữa, chuyện đã xảy ra và tôi cũng đã nghe rõ được câu chuyện rồi. Sau khi cha ông chết, ông vì bảo vệ sự kế thừa của nhà họ Tây, do đó mới chọn tham sống sợ chết, điều này tôi có thể hiểu được. Tô Thương nói tiếp, hơn nữa. Các người cũng có một vài cống hiến đối với cải biến giới luyện võ, đương nhiên tôi sẽ không trách phạt các người. Các người đứng ở phía sau tôi, còn về các gia tộc khác, đặc biệt là gia tộc Đông Phương, ha ha. Tô Thương để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên một luồng sát ý sắc bén. Tô Minh Chủ, xin hãy tha mạng, chúng tôi cũng là bị ép buộc thôi ạ, cầu xin anh hãy giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời. Đúng vậy, Tô Minh Chủ, hơn 100 năm trước, kiếm thần đại nhân. Không, cái tên chó má kiếm thần kia, đã làm chủ gia tộc Đông Phương, chúng tôi muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc đều bất lực. Tô Minh Chủ, còn nữa, quyết định nhờ vào ngoại vực, chính là mất tên lãnh đạo của gia tộc Đông Phương làm đấy ạ, không liên quan gì đến chúng tôi hết. Rất nhiều cao thủ của gia tộc Đông Phương, cố gắng giải thích, mọi người đều rất sợ hãi. Ha ha. Tô Thương thì lại nở một nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói như vậy, nhưng các người vẫn vinh dự nhờ vả vào ngoại vực, dựa vào việc trấn giữ cao thủ ngoại vực để kiêu ngạo, nhằm vào điểm này, các người phải bị trừng phạt. Phốc phốc phốc, vừa nói xong, Tô Thương ra tay một cách quyết đoán, giữa hai ra giữa, tàn sát hết toàn bộ cao thủ của gia tộc Đông Phương, chỉ giữ lại đúng một người. Ông chủ của gia tộc Đông Phương các người, sao lại không tới? Bây giờ ông ta đang ở đâu? Tô Thương lạnh lùng hỏi dò. Ông chủ bế quan, nửa năm trước đã bế quan rồi, lâu rồi tôi cũng không nhìn thấy ông ấy. Người sống sót này quỳ trên mặt đất, họng run lẩy bẩy nói, Tô Minh Chủ, cầu xin cậu đừng giết tôi không dám làm việc cho ngoại vực nữa. Muộn rồi. Khuôn mặt Tô Thương trầm ngâm, đưa tay ra một lần nữa, chém chết người này luôn. Hôm nay... Rất nhiều những cao thủ của thập đại cổ tộc tới. Mà người tu chân của trái đất, dường như đều ở trong thập đại cổ tộc. Tô Thương không thể đuổi cùng giết tận, để tránh cắt đứt sự kế truyền của người tu chân trên trái đất. Nhưng giết gà dọa khỉ thì nhất định phải làm, để gõ một hồi chuông cảnh báo đối với những người tu chân này, để bọn họ biết, gia nhập vào ngoài vực thì không có kết quả tốt đẹp gì. Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, người ngoại vực, không phải là không đối đầu được. Hôm nay tôi không giết các người, là để cho các người một cơ hội, nếu lần sau lại để tôi nhìn thấy các người trên cùng một chiến tuyến với người ngoại vực nữa, thì đừng trách tôi không sách sáo. Tô Thương lạnh lùng nói, đồng thời thể hiện ra sự uy nghi kinh khủng khiếp, bao phủ toàn bộ hiện trường, khiến những người tu chân kia, nơm nớp lo sợ. Cảm ơn Tô Minh Chủ ban ơn. Cảm ơn Tô Minh Chủ ban ơn. Cảm ơn Tô Minh Chủ ban ơn. Mọi người như chút được gánh nặng. Nhao nhao dập đầu, hoàn toàn bị khuất phục bởi sự oai nghiêm uy thế của Tô Thương. Quách Hí. Lúc này, Tô Thương nhớ tới chuyện của Quách Hí liền nói, người của gia tộc Hạ Hầu đang ở đây, còn xử lý bọn họ ra sao, tự anh quyết định là được. Cảm ơn cậu chủ. Quách Hí xoay người hành lễ, vô cùng lễ phép cảm ơn Tô Thương. Tô Thương khê gật đầu,
sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tây Phương Sáng, hỏi dò: Tây Phương Sáng, lão tổ tông Tây Giao các ông, đã đi đâu vậy, vừa nãy sao ông không nhắc đến? Liên quan tới Tây Giao, Tô Thương có ấn tượng rất sâu đậm, nhất là lần trước anh ấy bị trúng độc của Lâm Uyên, cuối cùng vẫn là Tây Giao ra tay, mới giúp anh ấy giải độc được. Từ ban đầu Tây Giao, đã đối xử vô cùng tốt với Tô Thương, người khác thì bà ta không thèm để ý, trong mắt chỉ có mỗi Tô Thương thôi. Về sau Tô Thương biết chuyện rồi, sở dĩ Tây Giao đối xử với mình tốt như vậy là vì mẹ Thạch Ngọc Yến của mình. Năm đó Thạch Ngọc Yến giống như ánh trăng sáng, dịu dàng với Tây Giao, sau này xảy ra một số chuyện, khiến cho Tây Giao đem hết tình cảm của mình đối với Thạch Ngọc Yến, đổ dồn lên người Tô Thương. Tây Giao đã cứu Tô Thương mấy lần liền, mỗi lần khi Tô Thương sắp rơi vào đường cùng, luôn sẽ có một người khoác áo trắng đến xuất hiện, để giải vây cho Tô Thương. Bây giờ, cách lần gặp trước, đã nửa năm rồi, các cao thủ ngoại vực đấp đe dọa nhà họ Tây, mà Tây Giao với tư cách là lão tổ tông của nhà họ Tây, thì không có lý do gì không ra mặt cả. Nhưng hết lần này đến lần khác Tây Phương Sáng lại không nhắc gì đến Tây Giao, điều này khiến trong lòng Tô Thương thấp thoáng sinh ra một dự cảm không tốt. Lão tổ tông bà ấy. Tây Phương Sáng nghe thấy lời hỏi thăm của Tô Thương, bỗng nở một nụ cười gượng gạo: Tô Minh Chủ, thực sự không dám giấu giếm, từ sau lần gặp lão tổ tông ở núi Võ Đang, tôi cũng chưa từng gặp lại bà ấy. Bà ấy không về nhà họ Tây, không biết đã đi đâu nữa, cũng không thể liên lạc được với bà ấy. Tây Phương Sáng nói tiếp, nhưng lão tổ tông không ở đây cũng là một chuyện tốt. Nếu không, theo như tính cách của lão tổ tông, chắc chắn sẽ không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào, hơn nữa từ trước đến nay lão tổ tông có thù tất báo, kiếm thần giết cha tôi, lão tổ tông tất nhiên sẽ liều mạng tìm kiếm thần để báo thù. Tây Phương Sáng tiếp tục nói, mà cao thủ ngoại vực, thực lực siêu mạnh, sao lão tổ tông có thể là đối thủ của những người kia được, vì vậy tôi cũng không dốc sức đi tìm lão tổ tông. Hả, Tô Thương cau mày nói, Tây Giao không về nhà họ Tây à, chị ấy có thể đi đâu được chứ? Tôi không biết. Tây Phương Sáng lắc đầu, chính ông ta cũng không biết rõ tình hình. Tô Thương. Lúc này, Thiên Niên Sát đi tới, nói, liên quan tới chuyện của Tây Giao, tôi cũng biết được một vài chuyện. Bà ấy đi đến vùng đất tổ của nhà họ Tây, Du Du và Tinh Hà cũng đi cùng bà ấy. Vùng đất tổ nhà họ Tây sao? Tô Thương nghi ngờ nói, Du Du và Tinh Hà, cũng đi á? Thiên Niên Sát gật đầu nói, cái này là Tuyết Nhi và Tây Giao đã bàn bạc xong với Hao rồi, nguyên nhân cụ thể là gì, thì không biết. Tô Thương, điều này cháu không cần phải lo lắng, Tuyết Nhi tin tưởng Tây Giao, cháu và bà ấy cũng biết nhau, đương nhiên bà ấy sẽ không làm hại đến Du Du và Tinh Hà đâu. Tô Thương khẽ gật đầu, đương nhiên không lo lắng về điều này, chỉ là anh ấy khá tò mò xem nguyên nhân là gì thôi. Như bây giờ cũng tốt. Linh khí được khôi phục anh ấy muốn bắt đầu ngay lập tức, Giang Bắc sắp gặp sóng gió, loạn tung lên hết đến nơi rồi. Hai đứa nhóc Du Du và Tinh Hà này, có thể đi cùng Tây Giao về vùng đất tổ, thì Tô Thương cũng bớt đi một chút lo lắng. Cảm ơn ơn tha mạng của Quách thiếu gia. Lúc này, Quách Ý đã xử lý xong chuyện của mình. Anh ấy cũng không đuổi cùng giết tận người của gia tộc Hạ Hầu, mà chỉ giết những tên lúc trước đã di ba tê chết bạn của anh ấy. Còn những người khác, hắn cũng không có đem Hạ Hầu gia tộc người đuổi tận giết tuyệt, chỉ là xử tử mấy tên lúc ấy đối bạn hắn hạ sát thủ người, về phần những người khác, Quách Hí cũng không có truy cứu. Cảm ơn sớm quá rồi đấy, gia tộc Hạ Hầu, còn có một người bắt buộc phải chết. Quách Hí cầm quạt trong tay, giọng điệu bình thản nói, tứ tiểu thư của gia tộc Hạ Hầu các người, hôm nay tôi hy vọng có thể nghe thấy tin qua đời của cô ta, nếu không đích thân tôi sẽ san bằng gia tộc Hạ Hầu. Đến lúc đó, sẽ không phải là chuyện riêng của một người nữa đâu. Xin Quách thiếu gia yên tâm, tôi nhất định cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Một tên đứng đầu của gia tộc Hạ Hầu cung kính nói. Quách Ý khẽ gật đầu, sau đó quay lại đứng ra phía sau lưng Tô Thương, trong ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng. Quách Ý, sao anh không giết hết bọn họ vậy? Tô Thương cười hỏi. Thưa cậu chủ, trái đất sắp bước vào thời kỳ hoàng kim rồi. Đến lúc đó những người này, sẽ là một phần lực lượng để chống lại ngoại vực, tôi không thể vì thù riêng, mà làm giảm đi thực lực của trái đất được. Quách Ý đáp lại một cách chi tiết. Được đấy, bố trí ổn đấy.
Tô Thương gật đầu tán thưởng, sau đó liếc nhìn tất cả người của gia tộc Hạ Hầu, trầm giọng nói, gia tộc Hạ Hầu, tôi nhớ rồi, nếu các ngươi dám cả gan tận tâm phục vụ cho ngoại lực, và còn cho rằng đó là vẻ vang, thì tôi sẽ ra tay ngay lập tức mà không có chút do dự nào. Không chỉ là gia tộc Hạ Hầu thôi đâu, mà các ngươi cũng thế, gia tộc Đông Phương chính là vết xe đổ của các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ tự giải quyết cho ổn thỏa. Tô Thương lạnh lùng nói. Những người này bị dọa đến nỗi nơm nớp lo sợ, nhao nhao đồng ý, vô cùng sợ hãi Tô Thương. Tây Phương Sáng. Sau khi uy hiếp một trận, ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người Tây Phương Sáng, rồi nói, người của những cổ tộc này, ông với bọn họ từng quen biết nhau, từ nay về sau, ông hãy quản lý bọn chúng đi. Tôi. Tây Phương Sáng gượng cười nói, Tô Minh Chủ, cậu đây là làm khó tôi rồi đấy. Tôi bây giờ, chỉ là tạo thành được một mảnh vỡ của Kim Đan, là cảnh giới giả đan nhất truyền, trong thập đại cổ tộc còn có rất nhiều người mạnh hơn tôi. Tây Phương Sáng nói tiếp, nói đến gia tộc Hạ Hầu, lão tổ tông Hạ Hầu Vũ nhà bọn họ, là giả đan cửu truyền, thực lực vượt xa tôi, thì sao mà nghe lệnh của tôi được. Còn nữa, người của gia tộc Đông Phương đến núi Cửu Phong lần này, cậu đã giết hết rồi, nhưng gia tộc Đông Phương còn tồn tại những tên cao thủ rất mạnh. Đông Phương Diệu đã là giả đan tam chuyển rồi, cha của ông ta là Đông Phương Không Sáng, thực lực lại càng kinh khủng hơn. Tây Phương Sáng liên tục gượng cười nói, tôi thấp cổ bé họng, có tài đức gì mà thống lĩnh thập đại cổ tộc cơ chứ? Không sao. Tô Thương nở nụ cười, nảy ra một suy nghĩ, liền lấy một miếng vảy cá màu vàng từ trong vòng tay chứa đổ ra, đưa cho Tây Phương Sáng, đồng thời nói, ông cầm lấy cái này, nó có thể giúp ông chống chọi được với điểm xấu. Có nó rồi, ông có thể không thèm đếm xỉa tới điểm xấu, mà trực tiếp đặt chân lên cảnh giới kết đan. Dựa vào sự tích lũy nhiều năm nay của ông, chắc chắn có thể dễ dàng thăng cấp lên cảnh giới kết đan trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Tô Thương nhếch miệng nói, đến lúc đó, ai còn dám không nghe đờ lệnh của ông nữa chứ? Chiếc vảy màu vàng này, được lấy từ trên người Sắc Phong xuống. Nhà họ Tây có ơn với Tô Thương. Ở núi Võ Đang Tây Phương Sáng đã từng giúp đỡ Tô Thương. Cho nên, hôm nay Tô Thương hôm nay mới đưa chiếc vảy màu vàng kia cho Tây Phương Sáng, hơn nữa còn để ông ấy quản lý thập đại cổ tộc, và coi đó là một ân huệ. Cái này, cảm ơn Tô Minh Chủ. Tây Phương Sáng nghe vậy, biểu cảm vô cùng xúc động, chậm rãi tiến về phía trước nhận lấy miếng vảy cá màu vàng, ánh mắt tràn đầy sự kính nể nhìn sang phía Tô Thương. Không cần khách sáo. Tô Thương cười cười, rồi nhìn tất cả những người tu chân có mặt ở hiện trường, thản nhiên nói, mọi người không cần phải ngưỡng mộ, tôi nói cho mọi người một tin tốt, linh khí sắp hồi phục rồi, không bao lâu nữa, trái đất sẽ không còn điểm xấu, linh khí lại trở nên vô cùng dồi dào, tất cả mọi người đều có cơ hội, bước lên cảnh giới cao hơn, chống mắt lên mà đợi đi. Ông Nội Thiên, tìm cho cháu một căn phòng yên tĩnh đi, cháu muốn điều chế đan dược, để trị thương cho tiền bối Ngô. Tô Thương nói câu cuối cùng. Được, Tô Thương, mời đi bên này. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó đi theo Thiên Niên Sát, nhanh chân đi tiến vào bên trong núi Cửu Phong. Nam Cung Ngự, Quách Ý, hai người họ theo sát phía sau. Sau khi nhóm người Tô Thương rời đi, hiện trường liền nhốn nháo, xôn xao, tiếng bàn tán của mọi người. Linh khí khôi phục, ha ha, lúc trước tôi cũng từng nghe nói tới một vài tin tức. Mà bây giờ Tô Minh Chủ nói đến lần nữa, vậy xem ra là có thật rồi. Thật tốt quá, linh khí khôi phục, chuyện xấu sẽ biến mất, trái đất nhất định sẽ tiến vào thời hưng thịnh hoàng kim, tất cả chúng ta đều sẽ có cơ hội được sống lâu hơn. Nếu như trái đất có linh khí khôi phục, vậy còn ai sẽ bằng lòng lăn lộn với cao thủ ngoại vực nữa chứ? Linh khí khôi phục không chỉ có lợi cho chúng ta mà càng có lợi cho con cháu chúng ta, thành công qua nhiều thời đại. Không sai không sai, cho dù có liều cái mạng này thì tôi cũng phải làm cho linh khí khôi phục. Tô Minh Chủ khởi động cải biến giới luyện võ, là người được ông trời chọn lấy, nhất định linh khí khôi phục cũng có thể thành công. Chấm chấm chấm. Ngay tại thời điểm này, cách đó 100 dặm. Sau khi Phong Khê Thiếu gia kích nổ chùy tử kim, sử dụng bí thuật cấm kỵ, thiêu đốt máu huyết, bây giờ đã chạy trốn ra ngoài 100 dặm. Phụt. Lúc này anh ta nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Anh ta dừng lại bên một dòng suối nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Có lẽ chạy trốn đến đây đã không sao rồi,
chắc là Tô Thương sẽ không đuổi theo đâu. Phong Khê thiếu gia lau đi vết máu trên khóe miệng, hơi thở yếu ớt. Anh ta nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương cái tên đáng chết, là mình đã xem thường anh ta. Mình cứ cho rằng anh ta chỉ là một tên phế vật và chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Nguyên Anh, cho nên cho dù mình đã phát hiện anh ta đang đứng một bên quan sát, nhưng cũng không hề cảnh giác anh ta. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì mình cũng ngờ tới, anh ta vậy mà lại có được thực lực lớn mạnh như vậy, thậm chí còn có thể giết được Nguyên Anh đỉnh phong. Phong Khê thiếu gia tức giận nói, thứ chó chết này, thực lực không tầm thường cũng không tính đến đi, nhưng cậu ta vậy mà lại ngồi thừa nước đục thả câu, nhìn hai bên đánh nhau rồi chiếm lấy phần lợi cho mình, đồ hèn hạ. Nếu như không phải mấy người chúng tôi đã tiêu hao sức lực quá lớn, không thì chọn bừa một người đứng ra thôi là cũng có thể di ba tê chết được anh ta, đáng chết thật. Phong Khê thiếu gia càng nói càng tức giận, trong mắt hiện lên lửa giận ngút trời, anh ta hận không thể xé nát Tô Thương ra. Bây giờ, Khuê Long đã bị phế, Xích Hồng Nguyệt thì bị bắt, sau khi mình chạy trốn rồi thì e là Sắc Phong cũng rất khó mà thoát khỏi được lòng bàn tay của Tô Thương, mà bản thân mình cũng bị trọng thương. Phong Khê thiếu gia lẩm bẩm nói, thương thế thì có thể tính được. Trong vòng tay lưu trữ của mình có một viên đan dược cứu mạng, có thể nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Nhưng không có trùy tử kim thì thực lực của mình giảm đi rất nhiều, hoàn toàn mất đi tư cách tranh bá với các cao thủ ngoại vực khác. Tất cả những chuyện này đều do một tay Tô Thương tạo thành, đừng để tôi có được cơ hội, nếu không tôi phải khiến cho anh sống không bằng chết. Phong Khê thiếu gia trong cơn giận dữ ngút trời, sau khi khôi phục lại tâm trạng thì lập tức lấy ra đá thông linh. Khó mà lộ ra một tia tươi cười, mặc dù không có trùy tử kim, nhưng lấy được đá thông linh cũng coi như là đã lấy được một chút an ủi. Đá thông linh có thể kết nối với Viêm Long Tiên Đế, mình có thể dùng nó để liên lạc với Viêm Long Tiên Đế. Phong Khê thiếu gia châm chọc nói, hôm nay, tôi đã không thể nào chống lại những người khác, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là một lòng một dạ đi theo Viêm Long Tiên Đế. Mình có thể thông báo chuyện đã xảy ra trên trái đất cho Viêm Long Tiên Đế biết, chủ động thể hiện lòng trung thành với anh ta. Nghĩ như vậy, Phong Khê thiếu gia lập tức nghiên cứu đá thông linh một hồi, sau đó nói, không hổ là chí bảo có thể kết nối với ngoại vực, muốn sử dụng nó thì cần phải tiêu tốn một số lượng lớn linh khí. Nếu đã thì vậy thì mình cứ uống viên đan dược cứu mạng trước, phục hồi vết thương một chút đã. Nghĩ tới đây, Phong Khê thiếu gia thu đá thông linh vào vòng tay lưu trữ, sau đó lấy ra một viên thuốc, anh ta khẽ cười nói, chỉ vài bữa nữa thôi là mình đã khỏi hẳn, đến lúc đó chắc sẽ đuổi kịp linh khí khôi phục. Ba người Minh Cửu bọn họ đi theo vị trí mà Viêm Long Tiên Đế đưa ra để đi tìm huyết ma, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào rồi, chờ cho bọn họ trở về thì cùng nhau đi Giang Bắc. Phong Khê thiếu gia cười khẩy nói, Tô Thương, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ phải nộp mạng. Tôi sẽ không cho anh có được cơ hội để mà ngư ông đắc lợi nữa đâu, tôi sẽ hợp sức với ba người Minh Cửu bọn họ thẳng tay xóa sổ anh. Sau khi hạ quyết tâm, Phong Khê thiếu gia nuốt lấy đan dược trong tay, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Chấm chấm chấm. Trong khi đó, Khuê Long cũng đã chạy thoát, anh ta tìm được một hang núi âm u ẩm ướt, nửa mình rồng nằm ở trong hang núi, phát ra từng tiếng gầm gừ của rồng. Phong Khê, Xích Hồng Nguyệt. Hai người hãy chờ đó cho ta, đợi sau khi cơ thể bị chặt đứt của tôi sống lại, chắc chắn tôi sẽ nghiền nát xương cốt của hai người thành cho bụi, a. À. Nói xong, Khuê Long nhìn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong đôi mắt rồng tràn đầy lửa giận. Là người của tộc rồng, thân thể của Khuê Long rất mạnh mẽ, trước đến giờ anh ta vẫn luôn tự hào. Nhưng bây giờ, nửa người của anh ta đã bị chặt đứt, chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi. Điều này khiến cho Khuê Long vô cùng tức giận. Nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Mối thù này, anh ta nhất định phải trả lấy lại cả vốn lẫn lời. Muốn báo thù, đương nhiên là phải tái tạo lại thân thể rồng. Khuê Long ở trong Long tộc có địa vị nổi bật, là thiếu chủ của tộc rồng, có được vô số tài nguyên. Sở dĩ Khuê Long hạ thấp thân phận làm tôi tớ cho Viêm Long Tiên Đế, hoàn toàn là bị uy hiếp. Trong tộc rồng, đã rất lâu rồi không có xuất hiện cường giả cảnh giới chuẩn đế chân chính. Khoảng mấy trăm năm trước, Viêm Long Tiên Đế kiêu căng ngạo mạn đến tộc rồng, đề nghị mang Khuê Long đi, bảo Khuê Long làm tôi tớ của anh ta. Mà mục đích Viêm Long Tiên Đế làm như vậy là vì để trả thù tộc rồng.
năm đó Viêm Long Tiên Đế chỉ là người có sự tồn tại bình thường nhất trong tộc rồng, chịu đủ mọi áp bức và sỉ nhục, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi tộc rồng. Thế cho nên sau khi anh ta trở nên mạnh mẽ, đã cố tình tới tộc rồng chỉ đích danh, bắt thiếu chủ của tộc rồng làm tôi tớ cho anh ta, dùng điều này để làm nhục tộc rồng. Đương nhiên là toàn bộ người trong tộc rồng không đồng ý, nhưng đáng tiếc, Viêm Long Tiên Đế lại quá mức mạnh mẽ, tộc rồng không thể nào chống lại được anh ta. Quá bất đắc dĩ và cũng vì bảo vệ an toàn cho tộc rồng mà Khuê Long đành phải đáp ứng yêu cầu của Viêm Long Tiên Đế. Chuyện này đã làm chấn động đến tinh vực, tất cả mọi người đều biết chuyện Viêm Long Tiên Đế thu nhận thiếu chủ của tộc rồng làm tôi tớ, khiến cho tộc rồng mất hết mặt mũi. Nhưng bản thân không có sức mạnh thì chỉ có thể để mặc cho người ta sắp xếp, đây là quy luật mãi mãi không thay đổi của thế giới tu chân. Mãi cho tới nay, Khuê Long vẫn luôn chịu đấm ăn xôi. Anh ta không dám thể hiện chút thái độ căm thù nào trước mặt Viêm Long Tiên Đế, thậm chí còn phải kính cẩn lễ phép lấy lòng Viêm Long Tiên Đế. Bây giờ vất vả lắm anh ta mới tới được trái đất, thoát khỏi sự khống chế của Viêm Long Tiên Đế, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù nửa cơ thể đã không còn, nhưng bởi vì Khuê Long từng là thiếu chủ của tộc rồng, địa vị cao quý, cho nên trong vòng tay lưu trữ có một pho tượng xác chết toàn năng của tộc rồng. Vị tiền bối kia từng là thiên kiêu kiệt xuất nhất tộc rồng, thế nhưng số kiếp của tộc rồng bị ngăn trở, nghiên cứu cả đời cũng chỉ đặt chân tới cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong, không thể nào tiến thêm một bước. Sau khi vị tiền bối kia tọa hóa, thi thể được bảo tồn, Khuê Long vẫn luôn đặt trong vòng tay lưu trữ. Có lần, Khuê Long từng có suy nghĩ lấy linh hồn của mình chiếm cứ cơ thể tiền bối, như vậy bản thân anh ta có thể nhanh chóng đặt chân vào cảnh giới chuẩn đế, thân thể vô địch. Nhưng nếu làm như vậy thì có cả mặt lợi và mặt hại. Nếu như Khuê Long nhập chủ được cơ thể của người mà cả tộc rồng mơ ước, thì thành tựu cả đời của anh ta cũng chỉ ở cảnh giới chuẩn đế, sẽ không thể nào đột phá đến cảnh giới chuẩn đế chân chính. Hơn nữa, tỷ lệ nhập chủ thành công cũng không cao, chỉ có khoảng 3 phần thành công, nếu như thất bại thì anh ta sẽ hồn phi phách tán. Vì vậy, sau khi cân nhắc giữa những ưu và khuyết điểm, thì Khuê Long không làm như vậy. Nhưng bây giờ, Khuê Long không còn lựa chọn nào khác. Phong Khê, Xích Hồng Nguyệt, ha ha ha, đây đều do là hai người ép tôi, đợi tôi mượn xác sống lại, đến lúc đó sẽ chạm tới cảnh giới chuẩn đế sẽ gạt bỏ hết những thứ trở ngại. Khuê Long cười khẩy nói, có lẽ cảnh giới chuẩn đế ở ngoại vực cũng không tính là cái gì ghê gớm, nhưng nơi này là trái đất, tôi sẽ trở thành chí cường trong thiên địa, cho dù Viêm Long Tiên Đế có đến đây thì cảnh giới cũng sẽ bị suy yếu về mức chuẩn đế, thế thì xem ai có thể làm gì được tôi. Trái đất, đến cuối cùng sẽ bị tôi thống trị, tôi muốn làm vua của trái đất, là chúa tể của tinh vực màu xanh da trời này. Ngay lúc đó, ở nơi hoang tàn vắng vẻ, Vương Phú Quý và Tô Ma đang đi bộ. Bây giờ hai cánh tay của Vương Phú Quý đã bình thường, thoạt nhìn còn thuận mắt hơn so với lúc trước nhiều. Mặc dù ngoài miệng thì Tô Ma không đồng ý, thế nhưng vẫn tìm một cơ hội thích hợp để đổi cánh tay của mình cho Vương Phú Quý. Dù sao ông ta cũng đã quyết định thiếu mất một cánh tay, dù thiếu cánh tay nào thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Thay vì như thế, chỉ bằng cứ giúp Vương Phú Quý, để Vương Phú Quý trở thành một người hoàn hảo. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Vương Phú Quý đã dần bước vào lòng Tô Ma, mà Tô Ma cũng bất chi bất giác xem Vương Phú Quý là người thân cận của mình. Điều này cũng là bình thường, Tô Ma đã cô đơn nhiều năm như vậy, mà Vương Phú Quý cứ kêu cha nuôi cả ngày khiến cho nội tâm vắng vẻ của Tô Ma nhận được một tia an ủi, cho nên quan hệ của hai người cũng được kéo lại gần hơn. Đương nhiên, đổi cánh tay, chuyện này người bình thường làm còn không được. Cho dù có là cảnh giới chuẩn đế cũng rất khó làm được. Nhưng mà để khí mà Tô Ma rèn luyện chính là thân thể của ông ta, cho nên đối với việc khống chế cơ thể cũng không giống bình thường, vẫn có thể làm được điều này. Lúc này, hai người một trước một sau, cố tình tránh đi vào thành phố, mà lựa chọn đi vào núi lớn ít người qua lại. Mặc dù Vương Phú Quý đã đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh, sẽ không mệt mỏi, cũng sẽ không cảm thấy khô nóng. Nhưng rõ ràng có thể dùng, thậm chí là có thể dùng phương tiện giao thông, nhưng Tô Ma lại hết lần này tới lần khác không đồng ý, nhất định phải bắt anh ấy đi từng bước một, điều này khiến cho Vương Phú Quý không thể nào hiểu được, cảm thấy vô cùng khô khan cùng tẻ nhạt. Cha nuôi. Rốt cuộc,
Vương Phú Quý cũng nhìn không được mở miệng nói, nơi này cách Giang Bắc còn một đoạn đường rất dài, chúng ta cứ đi tiếp như vậy thì phải đi đến khi nào đây? Nếu như cha không muốn tiêu hao linh khí, không bằng để con chuẩn bị một chiếc xe hơi, cho dù mua vé tàu cao tốc, hay vé tàu hỏa thì cũng nhanh hơn đi bộ mà. Vương Phú Quý đề nghị, cha nuôi, nếu không cha nuôi ở chỗ này chờ con sẽ đi sắp xếp. Không được. Tô Ma không dừng bước, giọng điệu bình thản nói, con thăng cấp quá nhanh, cần rèn luyện tính tình. Không cần gấp gáp, theo như tính toán của cha thì linh khí khôi phục còn phải cần khoảng 3 ngày, với tốc độ trước mắt của chúng ta, đi không ngừng nghỉ suốt ngày đêm là có thể bắt kịp. Cha nuôi, tính tình của con rất tốt, không cần rèn luyện nữa đâu, cha đừng giày vò con nữa. Vương Phú Quý khẩn cầu nói. Bốp! Ai ngờ, Vương Phú Quý vừa dứt lời thì Tô Ma đã giơ tay lên, dứt khoát đánh vào ót Vương Phú Quý. Mẹ kiếp, ai đánh tôi đấy, có tin. Vương Phú Quý lập tức che đầu, mở miệng chửi bời, nhưng ngay sau đó lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tô Ma. Vương Phú Quý nhất thời câm miệng. Cái này mà gọi là tính tình tốt ư? Tô Ma nhìn Vương Phú Quý một cái, thản nhiên nói, nhóc con còn phải rèn luyện hơn nhiều nữa. Ha ha, cha nuôi, con đây là phản xạ có điều kiện mà, chứ thật ra tính tình của con thật sự rất tốt mà. Không tin thì cha cứ thử tát con thêm cái nữa xem. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, con chắc chắn sẽ nhịn được, không mắng người. Được. Tô Ma nghe anh ấy nói như vậy thì khẽ gật đầu, ngay sau đó trên bàn tay bắt đầu ngưng tụ linh khí, rất nhanh đã tản ra một luồng sức mạnh khủng bố bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, không khí xung quanh bị chèn ép, đều đang chấn động. Sau đó, Tô Ma nâng bàn tay lên, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Vương Phú Quý, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, không giống như là đang nói giỡn. Vương Phú Quý thấy vậy, lập tức run rẩy. Nếu như hứng chịu cái tát này thì anh ấy không chết cũng sẽ nửa tàn phế, vì thế vội vàng cười xòa nói, à cha nuôi, con cảm thấy cha nói rất đúng, tính tình của con không được tốt, vẫn phải rèn luyện thêm nữa. Tại vì con sợ cha cảm thấy buồn chán cho nên mới đề nghị ngồi xe, nếu như cha muốn con rèn luyện, vậy thì chúng ta tiếp tục nhé. Con xin cảm ơn lòng tốt của cha đối với con thật tốt, còn tốt hơn cha ruột con luôn. Nói đến cuối, Vương Phú Quý vẫn không quên nịnh nọt lấy lòng Tô Ma. Tô Ma khẽ cười, sau đó lập tức làm tiêu tán linh khí trong lòng bàn tay, tiếp tục đi về phía trước. Về phần Vương Phú Quý thì anh ấy đi sát theo phía sau. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám nói ra, tránh cho bị tát. Nên đến, cuối cùng cũng đã đến rồi. Hai người đi thêm khoảng 10 phút sau, Tô Ma bỗng nhiên dừng bước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Sở dĩ ông ta lựa chọn đi lại núi lớn hoang vắng không người qua lại, ngoại trừ việc rèn luyện cho Vương Phú Quý ra, còn có một nguyên nhân chính khác, đó chính là để thuận tiện đối phó với người ngoại vực. Lúc trước Tô Ma đã biết chuyện Viêm Long Tiên Đế cử 10 cao thủ đến trái đất. Và đương nhiên, ông ta cũng biết rõ, khi bản thân sống lại sẽ làm kinh động Viêm Long Tiên Đế, thậm chí phương vị của ông ta cũng sẽ bị Viêm Long Tiên Đế để ý đến. Lần này Viêm Long Tiên Đế cử người đến trái đất, đương nhiên cũng sẽ sắp xếp cho người đối phó mình. Trong mắt Viêm Long Tiên Đế, Tô Ma chỉ vừa mới sống lại nửa năm mà thôi. Thực lực chắc chắn không thể nào khôi phục quá nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới Nguyên Anh. Dựa theo tình hình bình thường mà nói, khoảng thời gian nửa năm, quả thật Tô Thương cũng chỉ có thể đạt đến Nguyên Anh. Nhưng mà, hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Tiên Đế đã để lại cho ông ta một con đường lui ở băng nguyên, thế cho nên Tô Ma trong khoảng thời gian ngắn mà đã khôi phục cảnh giới chuẩn đề, thủ đoạn thông thiên. Đây là Viêm Long Tiên Đế tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Tô Ma đoán Viêm Long Tiên Đế sẽ sai người đối phó mình, nhưng không chút hoảng hốt, sau khi xuất quan, mang theo Vương Phú Quý che giấu thực lực, đi lại trong danh sơn đại xuyên, sức mạnh phi thường. Giờ này phút này, cuối cùng người được Viêm Long Tiên Đế phái tới cũng đã tới. Nhưng ba người kia cũng không có ra tay ngay, mà đang ẩn nấp trong bóng tối, giống như bọn họ đang kiêng kỵ cái gì đó vậy. Minh Cửu, ra tay không? Tôi đã nhìn thấu được cảnh giới của huyết ma rồi. Đúng như Viêm Long Tiên Đế dự đoán, cảnh giới của ông ta chỉ là cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, hơn nữa còn là Nguyên Anh sơ kỳ, không đáng sợ. Lúc này,
trong bóng tối có một người đàn ông áo xanh mở miệng nói. Chờ một chút xem đã, dù sao huyết ma cũng từng đạt cảnh giới chuẩn đế, ngay cả khi Viêm Long Tiên Đế đến trái đất cũng phải chịu thiệt dưới tay ông ta, chúng ta phải cảnh giác một chút. Lúc này, một người phụ nữ mặc quần áo chiến đấu màu xám trắng, cô ta nhỏ giọng nói, đồng thời đánh giá Tô Ma. Cô cũng nói đó chỉ là đã từng, bây giờ ông ta không còn cơ thể cảnh giới chuẩn đế nữa, đương nhiên cảnh giới thấp không phải là đối thủ của chúng ta. Một người khác nói, cũng đang khuyên Minh Cửu ra tay. Cường giả cảnh giới chuẩn đế, không thể khinh thường được đâu, nếu không để ý thì rất có thể chúng ta sẽ bỏ mạng tại nơi này. Minh Cửu lắc đầu nói. Hừ, đúng là ánh nhìn của phụ nữ. Minh Cửu, suy cho cùng phụ nữ cũng là phụ nữ, không hề có quyết đoán. Người đàn ông áo xanh khinh thường nói, nếu như cô không muốn ra mặt, vậy thì cứ ở chỗ này chờ đi, hai người chúng tôi sẽ ra tay. Nhưng mà, nếu đã như vậy thì thân thể đế khí của huyết ma sẽ không có liên quan gì đến cô nhé. Đúng vậy. Một người khác cũng nói, thân thể của ông ta sẽ do hai người chúng tôi chia đều. Nhưng cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để cho cô phải chạy đến một chuyến vô ích đâu, nếu trên người ông ta vẫn còn có thứ gì đó khác, người gặp có phần, chúng tôi sẽ chia cho cô một chút. Điều tôi suy nghĩ không phải là phân chia đồ đạc như thế nào, hai người cứ bình tĩnh một chút, không cần phải. Minh Cửu đang nói, nhưng người đàn ông áo xanh và một người khác đã xông ra ngoài, chặn đường Tô Ma và Vương Phú Quý. Ha ha! Đây là lựa chọn của mấy người, vậy tôi đành im lặng quan sát tình hình vậy. Minh Cửu thấy vậy thì híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên nói, nhưng mà, chỉ sợ thân thể đế khí của huyết ma ai trong hai người cũng không có tư cách đụng vào, bởi vì đó là của tôi. Ngay tại thời điểm này, Vương Phú Quý dừng bước, bị hai người ở đâu nhảy ra dọa sợ. Mẹ kiếp, bộ hai người là mà hay gì mà đi ra cũng không biết nói một tiếng, dọa chết ông ta rồi. Có cha nuôi ở bên cạnh, cho nên Vương Phú Quý vô cùng kiêu ngạo, vênh váo ngang ngược nói, mau cút đi cho ông đây, đừng ở đó mà cản đường, nếu không ông đây sẽ đánh cho hai người sợ té cứt đấy. Hừ, người trái đất kia, khẩu khí của cậu cũng không nhỏ nhỉ, dám vô lễ với chúng tôi sao? Vẻ mặt người đàn ông áo xanh lạnh lùng, anh ta nói. Ái chà, vô lễ thì đã thế nào? Nếu mấy người là phụ nữ thì ông đây còn muốn khiếm nhã với mấy người nữa đây này. Vương Phú Quý đi bộ đã rất lâu, trong lòng vốn đã dồn nén cả bụng lửa giận, vốn dĩ đang khó chịu mà bây giờ lại càng khó chịu hơn. Anh ấy lẩm bẩm nói, mau cút đi, đừng tự tìm phiền phức. Ha ha, một tên cao thủ ngoại vực khác nhìn không được cười thành tiếng, cái tên người trái đất kia, trước giờ cậu vẫn luôn dũng cảm như thế sao? Đúng thế thì sao? Vương Phú Quý nhướng mày, anh ấy bước về phía trước một bước, khinh thường nói, nếu mấy người không phục thì chúng ta đánh nhau đê. Hừ, đáng lẽ mục tiêu của chúng tôi là huyết ma, nhưng nếu như cậu không biết điều, vậy thì bắt đầu từ cậu trước vậy. Sắc mặt người đàn ông áo xanh không tốt, anh ta nói. Huyết ma, Vương Phú Quý nhìn thoáng qua Tô Ma, tò mò nói, cha nuôi, bọn họ là ai vậy, sao bọn họ biết danh hiệu trước kia của cha vậy? Bọn họ đến từ ngoại vực, đến đây để giết cha. Tô Ma giọng nói bình thản nói. Mẹ kiếp. Vương Phú Quý vừa nghe thấy lời này, lập tức thể hiện lòng trung thành, hung dữ nói. Bà cha nó, bộ chán sống rồi hay gì má dám hại cha nuôi của tôi. Cha nuôi, cha đừng sợ, cha cứ giao cho con. Hôm nay con nuôi sẽ chứng minh sức mạnh, sẽ giết sạch kẻ địch thay cho cha. Nói xong, Vương Phú Quý hùng hổ vận động linh khí xung quanh cơ thể. Định thể hiện một trước ở trước mặt cha nuôi. Nhưng đúng lúc này, hai tên cao thủ vực ngoại cũng phóng thích sức mạnh, bao trùm lấy xung quanh. Dưới sức mạnh khủng bố, bụi bặm nổi lên cuồn cuộn, đá vụn bay tứ tung. Sau khi nhận ra hai người đối diện rất mạnh, Vương Phú Quý lập tức sợ hãi, kìm lòng không được mà nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vọt chạy ra sau lưng Tô Ma. Cha nuôi, hai tên này có cảnh giới gì vậy? Hình như rất mạnh đó. Vương Phú Quý nhỏ giọng hỏi. Nguyên Anh đỉnh phong. Tô Ma nhàn nhạt nói, trong hai người bọn họ, dù là bất kỳ người nào, thì chỉ cần nhấc tay lên thôi cũng đã có thể đánh chết con. Nguyên Anh đỉnh phong sao? Vương Phú Quý sợ tới mức run lẩy bẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó anh ấy lấy lòng cười nói, ha ha, cha nuôi,
cơ hội thể hiện lần này giao lại cho cha đấy, con không tranh giành danh tiếng với cha đâu. Đừng lo lắng, có cha ở đây thì con sẽ không chết đâu, cứ ra đánh đi. Tô Ma châm chọc nói, hôm nay cha phải cho con biết rằng, làm màu là phải trả giá đắt. Đừng đừng đừng. Vương Phú Quý vẻ mặt như đưa đám nói, cha nuôi, sau này con không bao giờ làm màu nữa đâu. Cha hãy mau giết chết hết bọn họ đi, con ở bên cạnh cổ vũ cho cha. Nhưng Tô Ma lại lộ ra một nụ cười, ông ta không hề cho Vương Phú Quý có cơ hội suy nghĩ, mà thẳng tay nắm lấy quần áo của Vương Phú Quý ném anh ấy ra ngoài. Mẹ kiếp! Kiếm Vương Quyền, Vương Phú Quý sợ tới mức ra đầu tê dại, nhưng chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể kiên trì mà thôi. Keng, theo sau tiếng hét của anh ấy, Kiếm Vương Quyền lập tức xuất hiện, được anh ấy nắm trong tay. Cầm Kiếm Vương Quyền trong tay, Vương Phú Quý giống như biến thành một người khác vậy. Một tay anh ấy cầm kiếm, tay kia đặt ở sau lưng, thắt lưng thẳng tắp, phong độ xuất trần, giống như kiếm tiên giáng trần vậy. Giờ phút này trong lòng Vương Phú Quý đang suy nghĩ, cha nuôi nói rất đúng, dù sao cũng có cha nuôi ở đây, mình cũng sẽ không chết được. Sợ điều gì đó thì cứ giải quyết là xong. Hai tên chó mấy người, bộ mấy người cho rằng vừa nãy là tôi sợ mấy người thật ư. Vương Phú Quý nghiêm túc, biểu cảm cũng nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Nhất là xung quanh cơ thể anh ấy tản ra kiếm ý lạnh thấu xương, nghiền ép hết xung quanh, bộc lộ tài năng, thật giống như một pho tượng kiếm tiên. Một màn này lại khiến hai người có mặt ở đó thoáng sửng sốt, hai người nhìn thoáng qua nhau, nhưng không có ai ra tay trước. Tôi có một thanh kiếm có thể xẻ núi, chặt chém trời, tung hoành muôn đời, mấy người, chết cho tôi. Về phần phong cách này, Vương Phú Quý nắm chắc rất chắc, cả người vô cùng mạnh mẽ. Về phần phong cách này, Vương Phú Quý nắm chắc rất chắc, cả người vô cùng mạnh mẽ. Anh ấy nâng Kiếm Vương Quyền trong tay lên, trong khoảnh khắc, chém ra một đường kiếm ý mạnh mẽ bao trùm lấy xung quanh, chèn ép người đàn ông áo xanh võ tôn ngoại vực kia. Quả thật người đàn ông áo xanh có chút sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, thế nhưng vẫn đánh ra một chưởng để phản kháng. Kèm theo một tiếng vang, kiếm ý do Vương Phú Quý đánh ra dễ dàng bị người đàn ông áo xanh đánh tan. Mà thậm chí Vương Phú Quý cũng lùi lại vài bước, khí huyết cuồn cuộn, há miệng phun ra một vũng máu. Mẹ kiếp, thất bại nhanh như vậy sao, ông đây chính là Thái Ly kiếm thể đó, mẹ kiếp. Vương Phú Quý lau đi vết máu trên khóe miệng, nhịn không được chửi bới. Thế nhưng, điều này cũng là bình thường. Chẳng qua Vương Phú Quý mới bước vào cảnh giới Nguyên Anh, sức mạnh của cánh tay Tô Ma cũng đã dùng hết để nâng cao sức mạnh cho anh ấy, cho nên không thể đột phá cao được như trước đây. Và đương nhiên, anh ấy vẫn có thể chiến đấu vượt cấp, vì dù sao anh ấy cũng là Thái Ly kiếm thể, cho dù gặp phải Nguyên Anh hậu kỳ, thì anh ấy vẫn có khả năng để đánh một trận. Cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong bình thường, Vương Phú Quý cũng có thể chiến đấu cùng. Nhưng người đàn ông áo xanh lại không hề bình thường, bản thân anh ta là cảnh giới hóa thần, mặc dù đến trái đã bị áp chế, nhưng cảm ngộ lúc trước vẫn còn, vượt xa Nguyên Anh đỉnh phong bình thường. Hơn nữa một chưởng vừa nãy của người đàn ông áo xanh cũng không hề qua loa, lúc nãy anh ta bị Vương Phú Quý hù dọa, cho nên lúc ra tay đã dùng hết sức lực. Cũng bởi vậy mà Vương Phú Quý mới đánh một trận đã thất bại. Chỉ có vậy thôi sao? Người đàn ông áo xanh thấy Vương Phú Quý bị anh đánh hộc máu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười khẩy nói, tôi còn tưởng rằng huyết ma tìm được một trợ thủ mạnh mẽ gì, lúc nãy còn không giữ vững chủ ý. Nhưng bây giờ xem ra cậu cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Người trái đất kia, kiếm ý của cậu không tệ, trường kiếm trong tay cậu cũng là chí bảo rất mạnh. Nhưng đáng tiếc là cảnh giới của cậu quá thấp, lại chưa đủ thông thạo về sức mạnh của bản thân cậu. Trong mắt người đàn ông áo xanh hiện lên tia chết chóc, không nói nhảm với cậu nữa, chịu chết đi. Dứt lời, người đàn ông áo xanh chợt tấn công, linh khí xung quanh cơ thể bắt đầu dao động. Xông thẳng về phía Vương Phú Quý. Vương Phú Quý vội vàng né mấy hiệp sau vẫn bị người đàn ông áo xanh bắt kịp, ầm ầm hành hung một trận. Tên cường giả ngoại vực bên cạnh cũng tham gia vào, hai người bọn họ nghiền ép Vương Phú Quý một cách không thương tiếc. Mặc dù thực lực của Vương Phú Quý yếu, nhưng cũng không phải là không có sức đánh trả, anh ấy vừa bị đánh vừa lùi về phía sau, cũng không đến mức bị xóa sổ. Cứ như vậy, ba người bắt đầu đánh nhau. Chính xác mà nói là hai người đánh Vương Phú Quý.
Không bao lâu sau, mặt mũi Vương Phú Quý đã bị bầm dập, bị thương khắp người. Tôi sợ các anh rồi, các anh đừng quấn lấy tôi nữa, các anh đi đánh cha nuôi tôi đi mà, cha nuôi tôi có sức đánh trả hơn tôi đó. Hơn nữa mục tiêu của các anh chính là cha nuôi tôi mà, các anh mau đi đánh ông ấy đi. Vương Phú Quý vừa lau máu mũi, vừa chuyển hướng nguy hiểm sang cho người khác. Ha ha! Người đàn ông áo xanh cười khẩy nói, ai bảo lúc nãy cậu làm màu cho cố vào, bây giờ tôi chỉ muốn giết cậu trước, sau đó đi giết huyết ma sau. Đừng có vậy mà, tôi làm màu thì có liên quan gì đâu. Cha nuôi của tôi rất biết làm màu đó, tôi cũng là học từ ông ấy mà thôi. Vương Phú Quý vội vàng nói, cha nuôi tôi vừa rồi truyền âm với tôi, ông ấy nói ông ấy chỉ cần tiểu một vũng thôi là đã có thể bóp chết hai người rồi. Đó hai người nghe thử coi. Đây mà lời do con người nói ra sao, thật quá là kiêu ngạo luôn. Không phải tôi cố tình đổ thêm dầu vào lửa đâu, tại ngay cả tôi cũng chịu không được, nếu đổi lại là tôi thì nhất định tôi phải xé nát miệng ông ấy luôn. Soạt soạt, nghe được lời của Vương Phú Quý, hai cường giả ngoại vực lập tức rời ánh mắt nhìn về phía Tô Ma, trong mắt tràn đầy tức giận. Huyết ma, ông thật sự nói như vậy sao? Giờ phút này, người đàn ông mặc áo màu xanh nói. Tô Ma không giải thích, chỉ là tối sầm mặt lại nhìn về Vương Phú Quý. Chấm than. Cái tên nhãi xấu xa này, thế mà ăn không nói có, oan uổng cho ông đây, con mẹ nó đáng chết quá mà. Có điều ngược lại, Tô Ma lại lộ ra một nụ cười nhẹ, ông ấy thật sự không giận Vương Phú Quý, trái lại còn cảm thấy thú vị. Trước đây, Tô Ma đều lẻ loi một mình, cuộc sống bình thản quá lâu, bây giờ có thêm đứa con nuôi dở hơi này. Cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều. Đó là tất nhiên rồi, cha nuôi tôi còn nói, hai thứ chó má các người, đến tư cách đứng trước mặt ông ấy còn không có đó. Vương Phú Quý lại kéo thêm hận thù cho Tô Ma. Hừm, người đàn ông áo màu xanh mặt trầm như nước, nghiêm túc nói, huyết ma, tôi thừa nhận trước đây thực lực của ông rất mạnh, nhưng mà bây giờ, ông vừa trọng sinh mới nửa năm, chẳng qua chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, cho dù có được đế khí thân thể. Cũng không thể nào là đối thủ của chúng tôi, ông dám khinh thường chúng tôi như thế sao? Nói mấy lời vô dụng đó với ông ta làm gì, nhanh giết ông ta đi, quan trọng nhất là chia cắt cái đế khí thân thể đó ra đã. Một tên cao thủ ngoại vực khác cười lạnh liên tục, sau đó nói, tôi thích phần dưới, nửa khúc trên cho anh, nửa khúc dưới cho tôi, thế nào hả? Không được, anh tưởng tôi mù hả, ông ta thiếu một cánh tay, như thế thì tôi bị thiệt thòi à? Người đàn ông áo xanh nói, muốn chia thì cũng phải là tôi được nửa khúc dưới, anh được nửa khúc trên. Anh biết tôi am hiểu sử dụng cước pháp mà, nửa phần dưới đối với tôi mà nói là cực kỳ quan trọng. Tên cao thủ ngoại vực kia nói, con mẹ nó, hai người bi ba n thái hả? Vương Phú Quý nghe vậy, không biết nghĩ đến chuyện gì, mặt mũi đầy kinh tởm mà nói, cha nuôi tôi tuổi đã lớn rồi, cái ở dưới có tốt đến mức đó không chứ? Hai người tranh nhau làm gì vậy hả? Huống hồ gì, hai người nếu là nữ thì còn không nói đến, đằng này lại là hai cái lão già mà cứ nhất định phải tranh giành phần dưới của cha nuôi tôi, rốt cuộc các người có ý gì chứ? Vương Phú Quý khinh bỉ nói. Hừm, nhanh mồm nhanh miệng lắm, muốn chết hả? Người đàn ông áo xanh nghe nói như thế, tất nhiên cũng hiểu ý của Vương Phú Quý, lập tức nổi giận, bỗng nhiên thẳng hướng Vương Phú Quý mà đánh tới. Vương Phú Quý vội vàng ra tay chống cự, kết quả bất ngờ khi phát hiện ra, chỉ mới nói chuyện phiếm một lúc, thời gian chỉ bằng lúc đánh cái giấm thôi mà cơ thể đã khỏe lại, vết thương gần như khôi phục hoàn toàn rồi. Ngoá, cha nuôi, tình hình gì thế này, vết thương của con sao lại khôi phục nhanh như thế? Vương Phú Quý vừa chống lại tên đàn ông áo xanh đó, vừa tò mò hỏi. Con dung hợp cánh tay của cha, trước khi đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Dù vết thương của con có bị nặng hơn nữa thì cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Tô Ma giải thích nói, có điều, sau khi con tấn cấp lên cảnh giới chuẩn tiên đế, thì hiệu quả này sẽ biến mất. Con mẹ nó, đã vậy. Vương Phú Quý sau khi biết được mọi chuyện, nhất thời giống như điên cuồng, hưng phấn đánh nhau với cái tên đàn ông áo xanh đó, cái lão chó này, ông mày không chết được đâu nha, còn có thể nhanh chóng khôi phục vết thương, ông mày là động cơ vĩnh cửu đây. Cha nuôi, cha ở bên cạnh nghỉ ngơi là được, giúp con để ý đến vết thương chí mạng đó một chút, con từ từ di ba tê chết hai bọn họ, nhân tiện tôi luyện bản thân mình luôn,
Vương Phú Quý dùng linh hồn truyền âm nói ra ý nghĩ của mình. Muốn trở thành cường giả chân chính, chắc chắn không thể thiếu những trận đánh nhau, nhân tiện nhờ trận đấu này để nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân luôn. Tô Ma nhẹ gật đầu, ông ấy cũng có ý nghĩ này, vì thế ngay từ đầu cũng không ra tay xóa sổ hai tên cường giả ngoại vực này. Tôi đến giúp anh. Một tên ngoại vực khác, nhìn thấy người đàn ông áo xanh đánh mãi không xong, lại xông lên cùng tham gia đánh nhau thêm lần nữa. Cứ như vậy, Vương Phú Quý lại bị vây lại, liên tục bị đánh bức lui, mặt mũi bầm dập. Nhưng anh ấy cũng như động cơ vĩnh cửu, vừa bị thương xong liền khôi phục lại, càng đánh càng sung hơn. Người đàn ông áo xanh thấy vậy, liền quyết tâm điều động toàn bộ sức mạnh, định một chưởng đánh chết. Lúc này, Tô Ma liền ra tay, hóa giải nguy cơ thay cho Vương Phú Quý. Cái gì? Nhẹ nhõm đánh tan một chiêu giết người của tôi, cái tên huyết ma này, bây giờ không phải Nguyên Anh sơ kỳ sao? Không được rồi, ông ta ẩn giấu thực lực rồi, chỉ sợ thực lực chân chính, vượt xa chúng ta, mau trốn thôi. Hai tên cường giả ngoại vực kịp phản ứng lại, sau đó bắt đầu nhụt chí, nhưng đáng tiếc, Tô Ma chỉ nhấc tay mà thôi, liền bố trí một cái lồng giam bằng linh khí, hai người đó bất luận có đánh thế nào, cũng không thể phá được, hoảng sợ đến sắc mặt biến đổi. Hi hi, hai cái bàn đạp này, chạy cái gì mà chạy, tới đây, để bản thiếu gia trời đùa cùng. Vương Phú Quý cầm trong tay kiếm vương quyền cứ thế tiếp cận. Hai tên cao thủ ngoại vực đó căn bản không muốn đánh nhau với anh ấy, nhưng anh ấy lại không khác gì keo 502, dây dưa mãi không thả. Thật sự hết cách, hai người đó chỉ vừa nghĩ cách, vừa đánh nhau với Vương Phú Quý. Bọn họ cũng đã nhìn ra, mình đã hoàn toàn bị huyết ma khống chế, trốn không thoát bàn tay của đối phương rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là luyện tập cho Vương Phú Quý mà thôi. Thật đáng giận, sớm biết thế này. Mình đã không cùng với Phong Khê thiếu gia tranh giành cơ hội giết huyết ma rồi. Đáng chết, bọn họ có lẽ sớm đoán được tình hình của huyết ma rồi, vì thế mới nhường cơ hội này cho chúng ta. Hai người họ vừa đánh nhau với Vương Phú Quý, vừa nghiêm túc tính toán, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Thoải mái quá, ha ha. Vương Phú Quý có chút biến thái, mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, máu me khắp người, nhưng lại giống như người không bị thương gì. Mà cứ liều mạng nhào về phía hai tên cao thủ ngoại vực đó. Nơi bóng tối, Minh Cửu thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy mình may mắn vì mình không ra tay, nếu không thì hậu quả tất nhiên không lường trước được rồi. Hai vị, là do hai người chỉ vì cái trước mắt nên mới bị như vậy, tôi không cứu được các người rồi, tôi đi trước một bước đây. Minh Cửu thầm nghĩ, ngay sau đó liền định rời khỏi. Cô cũng ở lại đây luôn đi. Lúc này, Tô Ma giọng điệu bình thản mở miệng nói. Với cảnh giới của ông ấy, thì đã sớm phát hiện ra được Minh Cửu rồi, chỉ là ngay từ đầu không vạch trần mà thôi. Lúc này, nhìn thấy Minh Cửu muốn đi, Tô Ma liền trực tiếp ra tay, cách khoảng không mà nắm lấy cổ Minh Cửu. Thực lực của Minh Cửu, cũng không yếu so với Phong Khê thiếu gia bao nhiêu, nhưng ở trước mặt Tô Ma, căn bản không có sức đánh trả. Tô Ma cách khoảng không, liền bóp lấy cổ của cô ta. Câu đến trước chân mình, tiện tay vứt xuống đất. Huyết ma tiền bối tha mạng. Minh Cửu hoảng hốt, khuôn mặt ngọc hoảng hốt bị dọa đến trắng bệch, vội vàng dọa đến quỳ ngay xuống đất, đau khổ cầu xin nói, tôi nguyện đi theo cho ông, làm nô lệ cho ông, thậm chí có thể hầu hạ ông, van xin ông giơ cao đánh khẽ, đừng giết tôi. Cô là thuộc hạ của Viêm Long Tiên Đế, Tô Ma giọng điệu bình thản nói. Vâng. Minh Cửu gật gật đầu. Có điều sau đó lại lắc đầu, thành thật nói, bây giờ tôi là nô lệ của ông rồi, ông có thể sai khiến tôi làm bất kỳ chuyện gì cho ông đều được. Ha ha, không cần. Viêm Long Tiên Đế giết cả nhà của tôi, những người hầu hạ anh ta, chỉ cần tôi từng gặp qua, thì đều phải chết. Tô Ma lộ ra một nụ cười lạnh, lập tức phung tay lên, một lực lượng kinh khủng tản ra, ngay lập tức liền đánh tan linh hồn của Minh Cửu. Mỹ nhân tuyệt đẹp. Ngọc nát hương tan, chết ngay tại chỗ. Hai tên cao thủ ngoại vực khác bị dọa đến trong lòng run sợ, sắc mặt trắng bệch. Hai người các ông, cứ chịu khó chơi với con nuôi của tôi đi, có lẽ sẽ sống lâu hơn một lúc, nếu không thì tôi sẽ tiễn các người lên đường sớm đó. Tô Ma giọng điệu bình thản nói, khuôn mặt không hề bận tâm chuyện gì khác. Vừa nói xong lời này,
hai tên cao thủ ngoại vực tất nhiên không dám thất lễ, tận tâm tận lực luyện tập cùng Dương Phú Quý. Cứ như vậy, ba người đánh từ ngày đến đêm, hiện trường bụi đất đầy trời. Cuối cùng, hai tên cao thủ ngoại vực gánh không nổi, linh khí hao hết, gục xuống đất. Phi, hai cái tên gà mờ này, mới đánh nhau chưa bao lâu mà chân tay đã mềm nhũn thế kia rồi sao, thật không bền bỉ chút nào. Vết thương trên người Vương Phú Quý chẳng chịt, tình trạng cũng không tốt lắm, giờ phút này lại phách lối ra oai chửi thề. Này tên nhóc kia, con từng giết người chưa? Lúc này, Tô Ma đột nhiên hỏi. Con, Vương Phú Quý thoáng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, vẫn chưa. Thân là con nuôi huyết ma, mà chưa từng giết người, đúng là phế vật mà, giết hai chúng nó cho cha. Tô Ma nói. Cái này, được. Vương Phú Quý chần chờ một lát, nhưng ngay sau đó anh ấy liền gật đầu, nhanh chân đi về phía hai tên cao thủ ngoại vực. Hai người này bây giờ, mặc dù linh khí đã hao hết, nhưng cũng vẫn có sức phản kháng. Có điều, Tô Ma không muốn lãng phí thời gian nữa, dùng uy lực áp chế hai người đó, nhân tiện để Vương Phú Quý ra tay. Phụt, phụt, Vương Phú Quý giơ cao kiếm vương quyền, chém xuống một kiếm, hai tên cao thủ ngoại vực liền đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo Vương Phú Quý. Lần đầu tiên giết người, Vương Phú Quý lại không có chút khó chịu nào, mà ngược lại có chút hưng phấn, cảm thấy loại cảm giác này rất kích thích, biểu cảm có chút điên cuồng. Từ lần đi thành phố trước đó, Vương Phú Quý chứng kiến rất nhiều kẻ sát nhân, nên đã sớm quen với việc này rồi. Vì thế lần đầu tiên sát sinh, trong lòng anh ấy cũng có chuẩn bị sẵn. Ha ha, được lắm, đây mới là con nuôi của huyết ma, nhóc con, từ nay về sau cha nuôi cho con giết càng nhiều người hơn. Tô Ma mặt mũi đầy tán thưởng mà nói. Lúc này, Vương Phú Quý thu hồi kiếm vương quyền, đi đến bên cạnh Tô Ma, nhìn thoáng qua cái xác của Minh Cửu, chửi thề nói, thôi bỏ đi, cha nuôi, cha không phải có biệt danh là huyết ma à, sao giết người lại còn giữ lại toàn thây thế này, đây không phải phong cách của cha nha. Ha ha, con người của cha có một thói quen, cha không thích phá hư những thứ tốt đẹp. Tô Ma nói tiếp, cô gái này là thuộc hạ của Viêm Long Tiên Đế, cha chắc chắn phải giết, nhưng cô ta có ngũ quan tuyệt đẹp, giữ cho cô ta toàn thây là nguyên tắc của cha. Là thế đó hả? Vương Phú Quý cười nói, không ngờ cha nuôi vẫn là người biết coi trọng người khác, vậy nếu đối thủ của cha là con, đẹp trai thế này, thì cha sẽ giữ lại toàn thây chứ? Là đàn ông sao? Tô Ma cười lạnh nói, không thú vị gì hết, cha không thích đồng tính, đàn ông có đẹp trai đến đâu thì đối với cha cũng vô dụng thôi, nếu như đối thủ trưởng thành thế này, ha ha, ha ha ha, cha sẽ để cho con xương cốt không còn sót lại chút cặn gì. Nghe được tiếng cười của cha nuôi, Vương Phú Quý không kiềm được mà run lên một cái. Hi hi, cha nuôi, cha dọa con làm gì, con là con nuôi của cha đó nha. Vương Phú Quý lộ ra một nụ cười nịnh nọt, ngay sau đó liền nhìn cái xác tuyệt đẹp của Minh Cửu, cười nói, cha nuôi, người con gái đẹp như vậy, không dùng một chút thật là tiếc, nếu không thì, chấm CSA, nhân lúc còn nóng. Cút, Tô Ma liếc Vương Phú Quý một chút. Giọng điệu lạnh lùng nói, lạnh con mẹ nó rồi, nhân lúc nóng cái gì mà nóng. Hi hi, là thế sao, cha nuôi, nếu không có chuyện gì, ở đây nhiều củi khô như vậy, con nhó một đống lửa, cho cha hâm lại nha. Vương Phú Quý nịnh nọt cười nói. Con mẹ nó, con thật là bi ba n thái quá đi, ha ha ha, cha thích, hoàn toàn có tư cách là người kế thừa của huyết ma này. Tô Ma hài lòng cười cười, có điều. Cha không có đam mê đặc biệt gì khác, càng không có hứng thú với cái xác. Cái này dễ thôi, cha nuôi, ngoài ngọn núi này khoảng 20-30 dặm, cũng thuộc phạm vi của thành phố đó. Vương Phú Quý cười hì hì nói, con vô cùng quen thuộc với mấy chỗ quán bar, con đưa cha đến quán bar, tìm cho cha mấy em nhân viên kỹ thuật, thả lỏng một chút nha. Tiếp xúc với Tô Ma lâu như vậy, Vương Phú Quý đều quên hết những chuyện này rồi. Muốn lấy lòng một người đàn ông, thì dẫn người đó đến quán bar, không có người đàn ông nào có thể từ chối đi bar được, nếu như có thì chắc chắn là do quán bar đó quá nghiêm túc thôi. Quán bar. Sau khi Tô Ma phục sinh, cũng tiếp xúc với thành phố hiện đại, tất nhiên biết quán bar là nơi nào, nhất thời tối sầm mặt lại nói, tên nhóc này, con nghĩ huyết ma là người như thế nào chứ, sao cha lại đến mấy nơi ô uế đó được hả? Loại chuyện này,
sau này không được ở trước mặt cha mà nói ra những lời như thế này nữa, nếu không thì đừng trách cha trở mặt không quen biết. Tô Ma nhìn nhằm nhằm Vương Phú Quý, trầm giọng nói, còn nữa, đừng tưởng cha không biết, là do con lười biếng, cố ý đưa cha đi quán bar, kéo dài thời gian, cuối cùng chỉ có thể lợi dụng lý do vì giao thông thuận tiện mà đi Giang Bắc. Chút mưu kế nhỏ này của con, vẫn nên tự giữ lại đi, lừa người khác một chút thì được, chứ không lừa được cha đâu, con đường mà cha nuôi của con đi, nếm nhiều muối hơn con đó nha. Con đường cha đi qua, nhiều muối hơn con, những lời này có nghĩa là gì chứ? Vương Phú Quý nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó không chút để ý, mà thất vọng nói, vậy được, nếu cha không đồng ý thì thôi đi, ai ya, con còn đang nghĩ về một cặp chị em sinh đôi nữa đó, để họ mặc đồ cổ trang rồi giao tiếp chuyên sâu với cha nữa chứ. Chị em sinh đôi. Tô Ma nghe vậy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng nhìn không được mà có chút dao động, nhưng lại lập tức nghiêm mặt lại nói, hừ, cha nuôi của con, có chuyện gì mà chưa chừng trải qua chứ? Chỉ là chị em sinh đôi thôi mà, sao có thể làm dao động quyết tâm cha cứu vãn trái đất này được chứ? Linh khí khôi phục là chuyện cực kỳ quan trọng, chuyến đi đến Giang Bắc lần này, liên quan đến hàng ngàn tu sĩ tương lai của trái đất, sao có thể qua loa được? Tô Ma nghiêm túc nói. Hiểu rồi. Vương Phú Quý bị những lời nói của Tô Ma làm cho ngưỡng mộ, khâm phục nói, cha nuôi một lòng bảo vệ trái đất, quả thực là tấm gương cho chúng con, không đúng. Chúng ta không phải là cùng một đời, tóm lại, là thần tượng của con, là mục tiêu để con học tập. Cái gì mà chị em sinh đôi, dù là chị em sinh tư đi nữa thì đối với chuyện cứu vãn trái đất mà nói, thì có tính là cái gì chứ? Vương Phú Quý nói nghiêm túc, chúng ta tiến về Giang Bắc lần này, mỗi một dấu chân của con, sẽ tự tôi luyện chính mình, để mình có thể vì chuyện linh khí khôi phục mà cố gắng. Đợi đã, con vừa mới nói cái gì? Chị em sinh tư sao? Ánh mắt Tô Ma lập tức thẳng nheo lại. Mấy ngày trước lúc con xem trên điện thoại, trên một cái phần mềm liền đọc được một tin, có chị em gái sinh tư. Các cô ấy ở đâu? Xa lắm, có điều, bây giờ đi bằng máy bay rất thuận tiện, rút ngắn thời gian thì chỉ cần mấy tiếng là có thể đi đến khách sạn được rồi. Vương Phú Quý nghi ngờ nói, cha nuôi, cha hỏi cái này làm gì chứ? Phú Quý! Cha cảm thấy đi lâu như vậy cũng mệt mỏi quá, chi bằng chúng ta qua thành phố trước, rồi tìm mấy khách sạn nghỉ chân chút đi. Tô Ma bỗng nhiên cười hỏi. Cái này không tốt lắm đâu nha, chúng ta còn phải đi Giang Bắc, còn phải cứu trái đất nữa, trợ giúp linh khí khôi phục mà. Không sao đâu, chúng ta nghỉ mấy ngày, đến lúc đó ngồi máy bay, hoặc là dùng linh khí, sẽ không đến trễ. Tô Ma cười cười. Sau đó ưỡn ngực già dặn nói, con mới nói chị em sinh tư, là thật hả? Ha ha, cha nuôi, thì ra là cha cũng háo sắc đó hả? Vương Phú Quý lập tức hiểu được, cười nói, tất nhiên là thật rồi, con sẽ liên lạc cho cha, để cho những cô ấy hầu hạ cha. Cái gì mà hầu hạ, nhóc con quá coi thường cha nuôi con rồi đó. Tô Ma nghiêm túc nói, cha chỉ là nghe nói chuyện chị em sinh tư, cảm thấy đáng tiếc. Muốn nói chuyện với mấy cô ấy một chút, để cho các cô ấy đường đường chính chính mà làm người, giữ phép tắc làm việc, con đừng có hiểu lầm nha. Vâng, cha nuôi, con hiểu mà. Vương Phú Quý gật gật đầu, sau đó hỏi, cha nuôi, cha muốn các cô ấy mặc đồ gì, cổ trang hay là áo dài, hay là những trang phục gì thú vị gì khác. Quần áo thủy thủ đi, hay là trang phục nàng thỏ cũng được, cha có để ý đến mấy thành phố hiện đại này. Cảm thấy những trang phục mới xuất hiện thật sự thú vị đó nha. Khuôn mặt Tô Ma không hề quan tâm những điều khác mà nói. Quần áo thủy thủ. Nàng thỏ. Con mẹ nó. Đây quả thật là một lão già háo sắc mà, không ngờ bên ngoài nhìn chững chạc đàng hoàng, mà trong lòng lại nghĩ như vậy. Cha nuôi. Dương Phú Quý sau khi kịp phản ứng, nhịn không được mà tỏ vẻ quan tâm hỏi, chị em sinh tư à, con mẹ nó cha đã tuổi cao thế này. Thân thể có nhấc lên được không đó, có chịu được giày vò không cha nuôi? Bây giờ mấy cô gái trẻ này rất khó lường nha, lên lên xuống xuống trái trái phải phải, sức chiến đấu vô cùng khủng bố, lỡ như nếu cha bị thua thì mất mặt lắm đó nha. Dương Phú Quý nhắc nhở. Im miệng. Tô Ma nghe vậy, đột nhiên đứng lên vỗ vỗ vào cùng thắt lưng, kiêu căng nói, con lo chuyện này hả, chỗ này của cha căn bản là không vấn đề gì nha.
Lão Phu cả đời tung hoành 9 phương trời 10 phương đất, rong ruổi 4 phương 8 hướng, thử qua vô số cô gái, sao lại có thể để lép vế được chứ? Tô Mang nghiêm túc nói, chỉ là chị em sinh tư mà thôi, sao có thể làm khó dễ cha được chứ? Không phải là cha mạnh miệng đâu, nhưng tuyệt đối cha sẽ khiến các cô ấy ngoan ngoãn, không dám khinh thường. Cha nuôi ngầu quá đi. Vương Phú Quý trong lòng sụt sịt một trận, theo bản năng bĩu môi, căn bản không tin, nhưng bên ngoài, cũng không dám nói đều Tô Ma, để tránh bị đánh đập thảm hại, thế là nói, cha nuôi, thế thì để con đi gọi điện thoại sắp xếp nha. Tô Ma gật gật đầu, sau đó có chút thiếu tự tin, nhỏ giọng nói, đợi chút đã, vì để phòng chuyện xấu xảy ra, đến nơi đó đừng để lộ danh tính của cha, chúng ta ngụy trang thành người bình thường là được. Như thế dù là có bị thua thì cũng không bị mất mặt. Nói xong, Tô Ma thoáng có chút xấu hổ, mặt già đỏ ửng, nhanh chân đi lên phía trước. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Khuôn mặt Vương Phú Quý lờ mờ. Cha nuôi, cha vừa rồi tự hào lắm mà, cha đi đâu rồi, có mất mặt hay không cơ chứ? Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, bên cạnh dòng suối nhỏ, nơi bí mật, Phong Khê thiếu gia nuốt đan dược cứu mạng. Vết thương tạm thời khôi phục một chút, sau đó không kịp chờ đợi mà dùng đá thông linh để liên lạc với Viêm Long Tiên Đế. Cái đá thông linh này, trước đó ngay lúc Xích Hồng Ngọc ném ra, bên ngoài thì tưởng Tô Thương đã cướp được. Có điều, Phong Khê thiếu gia vẫn luôn để ý Tô Thương, lúc nhận ra được Tô Thương ra tay, anh ta mạo hiểm lấy thủ đoạn cực kỳ nhanh chóng, thay thế một viên đá thông linh khác. Thứ mà Tô Thương lấy đi và cất vào vòng tay lưu trữ. Chẳng qua chỉ là một viên đá giả mà thôi, đá thông linh thật sự đã bị Phong Khê thiếu gia lấy được. Còn về Tô Thương, vì dồn toàn bộ tinh thần vào Phong Khê thiếu gia và Xích Hồng Nguyệt nên cũng không cẩn thận xem xét đá thông linh, vì thế không phát hiện được thật giả, mà đã vội vàng thu vào vòng tay lưu trữ rồi. Bây giờ, Phong Khê thiếu gia thông qua hàng loạt thủ đoạn khác nhau, cuối cùng cũng mở ra được đá thông linh, thành công liên lạc với Viêm Long Tiên Đế. Bây giờ đá thông linh lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng gợn sóng, đồng thời ngưng tụ ra một hình chiếu. Lúc này, bên trong hình chiếu là một tấm hình không rõ ràng, nhìn không ra được bất kỳ hình ảnh của người nào hết. Hừm, Phong Khê. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm từ bên trong màn hình chiếu truyền ra, ngay sau đó nửa thân trên của Viêm Long Tiên Đế hiện ra trên màn hình chiếu. Anh ta mặc áo trường bào màu vàng, ngồi khoanh chân. Toàn thân toát lên vẻ giận dữ, nhíu mày dò hỏi, tại sao lại là cậu, không phải đá thông linh tôi đưa cho Hồng Nguyệt hay sao, thứ này sao lại ở trong tay cậu? Bái kiến Viêm Long Tiên Đế. Phong Khê thiếu gia sau khi nhìn thấy Viêm Long Tiên Đế, vẻ mặt tràn đầy cung kính, vội vàng quỳ một chân xuống đất, hành lễ bái kiến với Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế gật gật đầu, sau đó lạnh lùng vội vàng hỏi, trả lời câu hỏi của tôi, đá thông linh. Sao lại trong tay cậu, Hồng Nguyệt đâu, cái này là cậu giành được từ trong tay Hồng Nguyệt hay sao? Nói xong lời cuối, ánh mắt Viêm Long Tiên Đế hiện lên sát ý ngập trời, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phong Khê thiếu gia. Hồi bẩm Viêm Long Tiên Đế, đá thông linh cũng không phải do thuộc hạ ra tay cướp đoạt, mà chính là Hồng Nguyệt tiểu thư chủ động đưa cho tôi. Phong Khê thiếu gia tất nhiên cảm nhận được cơn giận dữ của Viêm Long Tiên Đế. Vội vàng giải thích nói, anh không phải là đã ra lệnh cho chúng tôi, dọn dẹp sạch sẽ giới luyện võ ở trái đất, rồi khống chế toàn bộ người luyện võ của trái đất đó sao? Thuộc hạ sau khi đến trái đất, liền bắt đầu ra tay làm, dẹp yên mấy ngọn núi nổi tiếng của trái đất, bắt sống vô số người luyện võ, chỉ cần là người luyện võ có chút danh tiếng, đều bị thuộc hạ bắt giam tại núi Trường Bạch của gia tộc Thượng Quan. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, có điều, ở trái đất có một ngọn núi Cửu Phong. Trong núi Cửu Phong có một bà lão, tên là Ngô Thanh Ảnh, được vinh danh là đệ nhất giới luyện võ. Những ngọn núi nổi tiếng đã bị thuộc hạ tiêu diệt, cũng chỉ còn sót núi Cửu Phong còn tồn tại mà thôi, rất nhiều người luyện võ tụ tập tại đây, muốn để cho Ngô Thanh Ảnh che chở họ, rõ ràng là xem Ngô Thanh Ảnh như hy vọng cuối cùng của họ. Phong Khê thiếu gia tiếp tục nói, lần này đến trái đất, anh đã cải tạo cho tôi cái chùy tử kim, thuộc hạ có niềm tin tuyệt đối nghiền ép Ngô Thanh Ảnh. Nhưng Ngô Thanh Ảnh là hy vọng cuối cùng của giới luyện võ, thuộc hạ mới không tùy tiện ra tay, mà khởi xướng khiêu chiến với bà ta, làm chuyện này ầm ĩ lên, để cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết.
sau đó tôi sẽ ở ngay trước mặt người luyện võ, ra tay xóa sổ bà ta, đánh nát hy vọng cuối cùng của giới luyện võ, để bọn họ thần phục ngoại vực chúng ta. Phong Khê thiếu gia nói ra ý đồ trước khi mình khiêu chiến với Ngô Thanh Ảnh. Ừm, được lắm. Viêm Long Tiên Đế nghe vậy, hài lòng gật đầu nói, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người, cậu biết động não lắm, muốn đánh vào người luyện võ ở trái đất, quan trọng nhất chính là đánh vào niềm tin của họ, cậu làm rất tốt, không uổng công tôi cải tạo vũ khí cho cậu. Có điều, chuyện này thì liên quan gì đến Hồng Nguyệt, cậu nói đi. Viêm Long Tiên Đế hỏi. Vâng. Phong Khê thiếu gia gật gật đầu, vội vàng nói tiếp, hôm nay, chính là thời gian quyết chiến với Ngô Thanh Ảnh, để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra, tôi mời Sắc Phong, Khuê Long và tiểu thư Hồng Nguyệt đến, để họ ẩn nấp bên trong. Thực lực của Ngô Thanh Ảnh, thật sự là không tầm thường, giới luyện võ biến đổi chỉ mới nửa năm, vậy mà bà ta đã đặt chân đến cảnh giới võ thánh, lại là võ thánh đỉnh phong, hoàn toàn có thể so sánh được với Nguyên Anh đỉnh phong. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, mới đầu, tôi không dùng chùy tử kim, bị bà ta đánh dồn dập, sau khi dùng chùy tử kim, mới có thể đánh với bà ta một trận. Cũng may Ngô Thanh Ảnh khí huyết khô cạn, cuối cùng không đấu lại tôi, bị tôi đánh bại, ngại thời điểm tôi định giết bà ta, thì lại xảy ra biến cố. Phong Khê thiếu gia biết thủ đoạn của Viêm Long Tiên Đế, cũng hiểu rõ anh ta đang chăm chú quan sát mình. Vì thế dù là cách xa khoảng không vô tận, thì anh ta cũng không dám nói láo trước mặt Viêm Long Tiên Đế, tất cả những gì anh ta nói đều là sự thật. Tất nhiên, Phong Khê thiếu gia sẽ không nói ra bản thân có ý đồ phản bội, muốn một mình mạnh mẽ ở trái đất, chỉ cần anh ta không đề cập đến chuyện này, thì dù có khai báo chi tiết chuyện này ra thì đối với anh ta cũng không có ảnh hưởng xấu gì. Biến cố gì, ở trái đất xuất hiện cường giả chuẩn tiên đế hay sao? Viêm Long Tiên Đế hỏi. Không. Phong Khê thiếu gia lắc đầu, rồi nói, khi tôi chuẩn bị nghiền xương của Ngô Thanh Ảnh thành tro bụi, thì Hồng Nguyệt tiểu thư lại đột nhiên xuất hiện, muốn đòi cơ thể của Ngô Thanh Ảnh từ tay tôi, để lợi dụng Ngô Thanh Ảnh làm cho bản thân mình mạnh lên. Tôi biết quan hệ của cô ấy và anh, tất nhiên không ý kiến gì, nên liền đồng ý. Nhưng Khuê Long lại đuổi theo, ngăn cản Hồng Nguyệt tiểu thư đưa Ngô Thanh Ảnh đi. Vì sao? Viêm Long Tiên Đế lộ vẻ mặt không vui, hỏi. Khuê Long chính miệng nói, anh ta không hy vọng Hồng Nguyệt tiểu thư quá mạnh, nếu như Hồng Nguyệt tiểu thư hấp thụ sức mạnh của võ thánh đỉnh phong, thực lực có lẽ sẽ vượt qua Khuê Long. Phong Khê thiếu gia thẳng thắn, tiếp tục nói, mà Khuê Long, lại có ý đồ không tốt, anh ta vốn là người có thực lực mạnh nhất trong số tất cả chúng tôi, nên không muốn để Hồng Nguyệt tiểu thư có thể nắm giữ được sức mạnh tương đương với anh ta, vì chỉ có như thế thì anh ta mới có thể áp chế được 9 người chúng tôi. Hừ. Viêm Long Tiên Đế nghe vậy, nhất thời giận không kềm được, trầm giọng nói, cái tên Khuê Long này, tôi đã sớm nhận ra lòng dạ nhỏ mọn của cậu ta rồi, không ngờ cậu ta lại bại lộ nhanh như vậy. Lúc trước tôi quét ngang Long tộc, chỉ điểm cậu ta làm nô lệ, cũng chỉ là bởi vì cậu ta và tôi có bản thể giống nhau, chẳng qua chỉ coi cậu ta làm một bộ phận khác để thay thế của tôi mà thôi. Lần này để cậu ta đến trái đất rèn luyện, là muốn cho cậu ta mở mang tầm mắt. Tìm cơ hội tăng cường một ít thực lực, để khi tôi áp đảo mọi thứ thì cậu ta không đến mức quá yếu. Nhưng cậu ta lại ngược lại, thế mà dám có chủ ý xưng bá ở trái đất, ha ha ha, thật sự là người không biết không sợ, trái đất sao lại là nơi mà cậu ta dám làm càn được chứ? Nói xong lời cuối cùng, Viêm Long Tiên Đế cười lắc đầu, sau đó nhíu mày nói, Phong Khê, hai người bọn họ xảy ra tranh chấp, cậu lựa chọn ai? Thưa Viêm Long Tiên Đế, quan hệ của Hồng Nguyệt tiểu thư và anh rất đặc biệt, là người con gái mà anh cưng chiều nhất, tôi tất nhiên là ở cùng phe với cô ấy rồi. Phong Khê thiếu gia nói thật, trước đó đại chiến với Ngô Thanh Ảnh, tôi đã tiêu hao hết linh khí, nhưng hoàn toàn không sử dụng sức mạnh thật sự của chùy tử kim. Vì trợ giúp Hồng Nguyệt tiểu thư đối phó với Khuê Long, tôi không chút do dự, mà trực tiếp lựa chọn giả nổ, nổ rớt một nửa cơ thể của Khuê Long. Nói đến đây, Phong Khê thiếu gia sợ xanh mặt lại quỳ xuống đất, tạ tội nói, thuộc hạ trước đó không biết Khuê Long là do anh cố ý bồi dưỡng, để xem như cơ thể thứ hai của mình, nên đã hủy đi một nửa thân rồng của anh ta, phá hủy kế hoạch của anh rồi. Nhưng lúc đó tôi cũng là bất đắc dĩ, thực lực của Khuê Long quá mạnh, anh ta không chỉ có ý đồ muốn giết thuộc hạ, thậm chí còn muốn cưỡng ép chiếm đoạt Hồng Nguyệt tiểu thư, để Hồng Nguyệt tiểu thư làm lô đình,
tôi vì bảo vệ Hồng Nguyệt tiểu thư, dưới tình thế cấp bách mới phải. Lô Đình, là người nữ bị người nam làm chuyện nam nữ để thải âm bổ dương, giúp cho người nam hấp thụ âm nguyên, nâng cao thực lực. Phong Khê thiếu gia cố ý nhắc đến chuyện này, muốn khơi gợi lửa giận của Viêm Long Tiên Đế, ngay sau đó anh ta tự trách nói, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, là thuộc hạ làm sai rồi, xin anh cứ trách phạt. Cái gì? Muốn cưỡng ép chiếm đoạt Hồng Nguyệt sao? Viêm Long Tiên Đế nghe nói như thế, đột nhiên lên cơn giận dữ, trong mắt sát ý ngập trời, Phong Khê, cậu ta thật sự có loại ý nghĩ này sao? Phong Khê thiếu gia duỗi ra ba ngón tay, trực tiếp thề, thuộc hạ lấy linh hồn mà thề, nếu có một câu lời nói dối, nguyện bị sét đánh chết. Người tu chân lấy linh hồn mà thề, tất nhiên là thật rồi. Đáng chết quá. Hồng Nguyệt là cô gái quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, Khuê Long dám có ý nghĩ này với nó, thật đáng chết, nếu không đem rút gân lột ra, thì không thể trút bỏ được mối hận trong lòng tôi. Viêm Long Tiên Đế đỏ ngầu cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Khuê Long mất đi một nửa thân rồng, tất nhiên sẽ không chết, cậu nhốt cậu ta lại, đợi đến khi tôi đến trái đất, nhất định khiến cậu ta trải nghiệm cái gì là sống không bằng chết. Cái này, Phong Khê thiếu gia lộ ra vẻ mặt khó xử, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không tiện mở miệng. Thế nào hả, Viêm Long Tiên Đế nhíu mày hỏi. Thưa Viêm Long Tiên Đế, Khuê Long, anh ta, trốn rồi. Phong Khê thiếu gia vội nói tiếp. Thực lực của Khuê Long quá mạnh, hơn nữa thuộc hạ lại bị hao hết linh khí, trùy tử kim mạnh nhất là giả nổ cũng đã dùng hết, không bắt anh ta lại được. Lúc đó Hồng Nguyệt tiểu thư vì trước đó bị Khuê Long dùng những từ ngữ khiêu khích nói ra, nên thẹn quá hóa giận mà muốn đuổi theo Khuê Long, có điều lại bị thuộc hạ ngăn cản. Phong Khê thiếu gia lại tạ tội lần nữa mà nói, là do thuộc hạ vô dụng, đã thả Khuê Long đi. Việc này không trách cậu được, ngược lại. Là cậu đã làm rất tốt, thực lực của Khuê Long không tầm thường, một cô gái như Hồng Nguyệt thì giặc cùng đường không đuổi theo là điều rất cần thiết, cậu cản lại rất kịp thời. Viêm Long Tiên Đế đối với cách làm của Phong Khê thiếu gia cực kỳ hài lòng, mở miệng cam kết nói, đợi khi tôi đến trái đất, tôi sẽ ban thưởng cho cậu, để ngươi trở lại cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Đồng thời, không chỉ có thế, khoảng thời gian trước Hồng Nguyệt gây phiền phức, lần đó tôi đã ra tay giết một tên tiên đế. Rút lấy đế khí của anh ta. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, lần này đến trái đất, tôi sẽ đem đế khí đó tặng cho cậu, giúp cậu có được thành tựu chuẩn tiên đế. Còn về Khuê Long, ha ha ha, cậu ta không thể chạy thoát được đâu, tôi sẽ đích thân tìm được cậu ta, để cậu ta trải nghiệm những đau khổ lớn nhất của cuộc đời, cuối cùng phải chết đi trong tuyệt vọng. Vâng, cảm ơn Viêm Long Tiên Đế. Phong Khê thiếu gia nghe vậy, trong lòng cực kỳ kích động. Đế khí, chuẩn tiên đế, ha ha ha, lần này mình mặc dù mình đã mất đi trùy tử kim, lại đạt được đá thông linh, nắm giữ quyền nói chuyện với Viêm Long, đúng là trong họa có phúc mà. Cậu nói tiếp đi, sau khi Khuê Long trốn đi, núi Cửu Phong lại xảy ra chuyện gì, hai người các cậu cho dù là bị trọng thương, cũng không có ai có thể uy hiếp với hai người được phải không? Viêm Long tiên đế nhíu mày nói, là Sắc Phong, âm thầm ra tay sao? Không phải. Phong Khê thiếu gia tiếp tục nói, thưa Viêm Long Tiên Đế, Sắc Phong là người rất trung thành với anh ấy bị một người đàn ông ở trái đất cầm trong tay quạt lông ngăn cản, hai người đánh nhau không phân thắng bại. Cầm quạt lông trong tay, Viêm Long Tiên Đế hỏi, cái quạt lông kia, có phải gọi là quạt Thanh Phong không, người ra tay là một lão già sao? Đúng là quạt Thanh Phong, thuộc hạ nhìn ra được cái quạt lông đó có được uy lực của đế khí, nhưng lại không phải đế khí. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, người đàn ông cầm trong tay quạt lông đó, không phải lão già, mà chính là một người đàn ông trung niên, anh ta xưng hô với hậu nhân Tô Vô Kỵ nhà họ Tô nhà cậu chủ. Người đàn ông trung niên, lại không phải là đế khí. Viêm Long Tiên Đế suy nghĩ một lát, tự lẩm bẩm, tôi còn tưởng rằng đã dẫn dụ được người kia ra ngoài rồi chứ, xem ra cũng không phải là ông ta, chắc là ông ta đã bồi dưỡng được đệ tử. Phong Khê, hậu nhân nhà họ Tô. Thực lực bây giờ như thế nào, trưởng thành đến bước nào rồi? Viêm Long Tiên Đế hỏi. Nguyên Anh Sơ Kỳ. Phong Khê thiếu gia trả lời nói, người đó tên là Tô Thương, cậu ta cũng là một tên tiểu nhân gian xảo. Vốn dĩ người cầm trong tay quạt lông đó, không đánh lại được Sắc Phong,
chúng ta hoàn toàn có thể áp chế tất cả những người luyện võ ở núi Cửu Phong. Phong Khê thiếu gia nghiến răng nói, nhưng mà Tô Tương lại đứng dậy, lại bộc phát ra thực lực có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong, thuộc hạ căn bản là không có cách chống lại cậu ta. Hồng Nguyệt tiểu thư sau khi đánh nhau với cậu ta, cũng bị thua trận, bị Tô Thương giam vào tháp hư không rồi. Phong Khê thiếu gia nửa thật nửa giả nói, trước đó, Hồng Nguyệt tiểu thư ném ra đá thông linh, để tôi báo cáo tình hình với anh, mong anh nhanh chóng đi cứu cô ấy. Tôi vốn không tình nguyện bỏ mặc Hồng Nguyệt tiểu thư, nhưng tôi lại không đấu lại Tô Thương, lỡ như bị cậu ta giam giữ, lại không phải là không có ai có thể mật báo được cho anh hay sao? Phong Khê thiếu gia nói tiếp, vì thế, tôi không thể làm gì khác hơn, là lấy đi đá thông linh, một mình chạy trốn. Tô Thương vốn định đuổi theo, tôi liền ném trùy tử kim ra, để trùy tử kim tự nổ hoàn toàn, ngăn cản đường đi của cậu ta, thuộc hạ lúc này mới có thể chạy trốn. Thuộc hạ sau khi chạy trốn được, cũng không nhìn thấy sắc phong đi theo, chắc hẳn anh ấy cũng đã bị ra tay rồi. Còn nữa, tên nhóc Tô Thương đó thật sự không đơn giản, cậu ta hiểu được trận pháp, trước đó ở núi Côn Luân, cậu ta hông qua một tòa trận pháp cường đại, đã xóa sổ được chân nhân U Minh. Phong Khê thiếu gia thở dài một hơi, nói ra, bây giờ, chân nhân U Minh, sắc phong, đã mất mạng, Khuê Long đã mất đi một nửa thân rồng, Hồng Nguyệt tiểu thư bị giam giữ. Thuộc hạ lại bị trọng thương, lại đã mất đi trùy tử kim. 10 người đến trái đất, cho tới bây giờ, đã có 5 người đã mất đi năng lực chiến đấu, là thuộc hạ bất lực, để anh thất vọng rồi. Phong Khê thiếu gia nói xong lời cuối cùng, nhịn không được lại nhận tội. Đừng tự trách mình như thế, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Viêm Long tiên đế liếc nhìn Phong Khê thiếu gia một chút, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn nói, cậu có thể báo tin cho tôi. Chuyện này có ý nghĩa rất lớn, đây chính là một cái công lớn rồi. Sống chết của những người khác, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết, Hồng Nguyệt bây giờ thế nào, có phải đã chết trong tay của Tô Thương rồi phải không? Viêm Long tiên đế kiềm chế lửa giận trong lòng, giọng điệu bình thản mà hỏi. Thuộc hạ không biết. Phong Khê thiếu gia nói thật, Hồng Nguyệt tiểu thư trước khi bị Tô Thương giam ở trong tháp hư không, thì đã bị trọng thương, tôi nhìn thần thái của Tô Thương. Chắc chắn là người là sát phạt quyết đoán, chỉ sợ Hồng Nguyệt tiểu thư lần này, rất khó tránh được thủ đoạn của cậu ta. Hừ, Viêm Long tiên đế nghe nói như thế, nhất thời lạnh hừ một tiếng, giận không kiềm được mà nói, Tô Thương, nếu Hồng Nguyệt ở chỗ của cậu mà phải chịu bất kỳ uất ức nào, tôi chắc chắn chém cậu thành trăm mảnh. Nếu cậu dám lấy mạng cô ấy, Viêm Long tiên đế tôi thề, chắc chắn sẽ giết sạch toàn bộ người trên trái đất, chôn cùng với Hồng Nguyệt. Không ai ngăn nổi bước chân tôi đâu. Viêm Long tiên đế, tuyệt đối không thể. Phong Khê thiếu gia nghe vậy, vội vàng khuyên nhủ, ở trái đất có hàng tỷ sinh linh, người tu chân nếu như tạo ra nghiệt chướng, chắc chắn sẽ tự gây khó khăn cho mình. Thuộc hạ biết anh đặc biệt để ý đến Hồng Nguyệt tiểu thư, nhưng cô ấy dù sao chỉ là món đồ chơi của anh mà thôi, bên ngoài mỹ nữ nhiều như mây, anh cần gì phải vì một cô gái, mà làm khổ chính mình. Trong mắt Phong Khê thiếu gia, Xích Hồng Nguyệt cũng là món đồ chơi Viêm Long tiên đế mà thôi. Có lẽ hiện tại Viêm Long tiên đế say mê Xích Hồng Nguyệt quá, nhưng đàn ông mà, ai cũng có mới nới cũ là một chuyện hết sức bình thường. Chờ Viêm Long tiên đế cảm thấy Xích Hồng Nguyệt không xuất hiện cảm giác mới nữa, tất nhiên sẽ rời bỏ ngay thôi. Vì thế, Phong Khê thiếu gia cho rằng, chính mình ngay tại thời điểm này thuyết phục Viêm Long tiên đế, sẽ khiến Viêm Long tiên đế tỉnh táo lại. Chắc chắn sẽ cảm kích chính mình. Có điều, anh ta sai rồi, cực kỳ sai. Phong Khê, Viêm Long tiên đế trực tiếp nổi giận, trừng to mắt nghiêm túc nói, ai nói cho cậu, Hồng Nguyệt là đồ chơi của tôi. Cái này, bên ngoài đều đồn như thế mà. Phong Khê thiếu gia mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng, liền vội nói, Hồng Nguyệt tiểu thư đi vào tẩm cung của anh, thậm chí có thể tự do ra vào, anh lại cực kỳ cưng chiều cô ấy. Bao dung cô ấy, vì cô ấy mà đến tiên đế cũng có thể giết, vì thế tất cả mọi người đều nói, Hồng Nguyệt tiểu thư là món đồ chơi mới được anh yêu chiều nhất đó. Thật sự là lời nói vô căn cứ. Viêm Long tiên đế hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra một tin tức chấn động, Hồng Nguyệt, là con gái của tôi, con gái ruột đó, con bé tất nhiên có tư cách đi vào tẩm cung của tôi tất nhiên phải cưng chiều nó, đừng nói đến tiên đế, cho dù con né có chọc trời thủng một lỗ. Tôi cũng phải chống lên vì nó. Hừ,
tôi bế quan nhiều năm, vẫn luôn nghiên cứu làm sao để đến được trái đất, mà không hề để ý đến những lời đồn bên ngoài kia. Viêm Long Tiên Đế mặt âm trầm nói, sau này tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến, hễ là kẻ nào nói về chuyện này, tất cả đều phải chết. Con gái. Xích Hồng Nguyệt, lại là con gái của Diêm Long Tiên Đế. Chẳng trách mà. Phong Khê thiếu gia hiểu rõ, Viêm Long Tiên Đế sao lại có thể vì một cô gái lại mà trở nên nóng tính như thế được chứ? Không ngờ rằng, Xích Hồng Nguyệt lại có loại quan hệ này với Viêm Long Tiên Đế, bây giờ mọi chuyện cuối cùng đã được giải thích rõ ràng. Thuộc hạ đáng chết. Khi Phong Khê thiếu gia kịp phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, vội vàng xin tha tội nói, thuộc hạ cũng không biết quan hệ giữa anh và Hồng Nguyệt tiểu thư, hơn nữa lại nghe những lời đồn bên ngoài kia, vì thế mới sinh ra hiểu lầm, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, xin anh trách phạt. Đứng lên mà nói. Viêm Long Tiên Đế bình tĩnh lại, thản nhiên nói, nể tình cậu vi phạm lần đầu, lại cũng không hiểu rõ tình hình, tôi tha cho cậu một lần, lần sau không được lặp lại lần nào nữa. Cảm ơn anh tha tội. Phong Khê thiếu gia run rẩy cuống họng trả lời. Phong Khê. Viêm Long Tiên Đế nhìn chăm chú Phong Khê thiếu gia, sau đó nói, cậu mới vừa nói, 10 người đến trái đất lần này, bao gồm cả cậu, đã có 5 người coi như bỏ đi, quả thật không phải vậy. Minh Cửu, tên áo xanh, và Hồng Thất, cách đây không lâu cũng đã bị giết rồi. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, bây giờ, Khuê Long làm phản, Sắc Phong, Chân Nhân U Minh, Minh Cửu, 3 người đó đã chết. Hồng Nguyệt bị bắt giam, người mà tôi có thể sử dụng, chỉ có cậu cùng 2 người khác thôi. 2 người bọn họ thực lực không bằng cậu, sau khi cậu khôi phục thực lực, lập tức đi tìm bọn họ, nhanh chóng giết Tô Thương cho tôi. Viêm Long Tiên Đế ra lệnh, nếu như Hồng Nguyệt chết trong tay Tô Thương, không một ai trong số các cậu sống được đâu. Lúc nói ra câu này, Viêm Long Tiên Đế trong mắt lộ ra sát ý ngập trời, rõ ràng không phải đang nói đùa với Phong Khê thiếu gia. Vâng. Phong Khê thiếu gia trong lòng cực kỳ căng thẳng, vội vàng đồng ý, sau đó tò mò hỏi, Viêm Long Tiên Đế, sao anh biết 3 người Minh Cửu chết rồi? Ha ha, chuyện đã đến nước này, có một số việc tôi cũng không cần phải lừa cậu nữa. Viêm Long Tiên Đế cười lạnh nói, ngoại trừ Hồng Nguyệt gia, trong 9 cơ thể các người, tôi đều lưu lại ấn ký đặc thù. Mặc dù sau khi các người đến trái đất, sẽ cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi lại không có cách nào cảm giác được tất cả mọi chuyện mà các người đã làm. Viêm Long Tiên Đế thay đổi giọng điệu mà nói, có điều nếu các người bị người khác xóa sổ, thì chỗ ấn ký mà tôi lưu lại, sẽ tự động truy tìm vị trí hung thủ, dù là hung thủ trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần còn ở trái đất, thì cũng trốn không thoát được cảm giác của tôi. Mà sở dĩ tôi làm như thế, thì là vì để dẫn ra cao thủ chuẩn tiên đế ở trái đất. Viêm Long Tiên Đế không giấu giếm nữa. Cái gì, trái đất có chuẩn tiên đế? Phong Khê thiếu gia cực kỳ kinh ngạc. Có, hơn nữa không chỉ một người, theo tôi được biết, tối thiểu nhất còn có 10 vị chuẩn tiên đế. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, hơn 2000 năm trước, tôi đến trái đất, đem đại đa số chuẩn tiên đế ở trái đất thông qua cánh cửa thời không, đưa vào những tinh vực khác. Có điều vẫn có mấy tên chuẩn tiên đế khác đã sớm nghe ngóng được tin tức nên lẩn trốn đi, tôi tìm không được tung tích của bọn họ. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, lần đó, chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể tránh khỏi cuộc truy lùng của tôi, từ chuẩn tiên đế trở xuống, người tu chân cảnh giới kết đan trở lên, không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tôi mang đi hết. Mà qua lần đó, tôi cùng 2 vị tiên đế khác, phí hết tâm huyết, cải biến pháp tắc trên trái đất, để trái đất sinh ra điểm xấu, trùng hợp nhất chính là, ở trái đất lúc đó vừa đúng lúc linh khí suy yếu. Vì thế, từ đó về sau, trái đất cũng không còn cách nào sinh ra người kết đan chân chính nữa, dù là có chí bảo chống cự điểm xấu, cũng nhiều lắm là đặt chân kết đan, rất khó chạm đến cảnh giới nguyên anh. Bởi vì, chỉ có vũ khí như đế khí, mới có thể thực sự không gặp phải điểm xấu, còn đế khí chia ra làm chí bảo, sau khi bồi dưỡng thì cũng có thể làm được điều này, nhưng cần thời gian rất dài. Viêm Long Tiên Đế tiếp tục nói, đây cũng chính là lúc người tu chân ở trái đất xuất hiện không liên tục. 10 người các cậu đến trái đất, nếu không có chuẩn tiên đế đang lẩn trốn ra tay, thì tuyệt đối không có ai có thể ngăn cản các cậu. Sở dĩ tôi để cho các cậu dẹp yên giới luyện võ trên trái đất, cũng là vì để hành động của các cậu làm kinh động chuẩn tiên đế,
dẫn dụ bọn họ xuất hiện di ba tê chết các cậu, từ đó để phát huy tác dụng của ấn ký mà tôi đã để lại trên người các cậu. Viêm Long Tiên Đế từ tốn nói, chỉ là tôi hoàn toàn không ngờ được, Tô Thương lại tiến bộ cấp tốc như thế. Còn nữa, cái tên chó má Khuê Long kia, thế mà ngay thời điểm quan trọng lại phản bội, hại hai bên các người tổn hại, để Tô Thương lại ngư ông đắc lợi. Viêm Long Tiên Đế tức giận nói, đáng chết, đợi khi tôi đến trái đất, người đầu tiên mà tôi phải giết chắc chắn là Khuê Long. Phong Khê Thiếu Gia nghe Viêm Long Tiên Đế nói xong thì không khỏi nở một nụ cười khổ. Trái đất có cao thủ chuẩn tiên đế, mình lại chỉ là một mồi nhử. Nghĩ lại bản thân lúc trước có ý nghĩ sẽ xưng bá ở trái đất, Phong Khê Thiếu Gia liên tục cười khổ, mình đúng là quá ngây thơ rồi. Sau khi phản ứng lại, Phong Khê Thiếu Gia hoàn toàn thần phục Viêm Long Tiên Đế, không còn dám nảy sinh ra bất kỳ lòng dạ riêng nào. Viêm Long Tiên Đế thấy vậy, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Có thể đặt chân lên cảnh giới tiên đế thì Viêm Long Tiên Đế đương nhiên không phải hạng đơn giản rồi, sao lại có thể không nhìn ra cái lòng dạ nhỏ bé của Phong Khê Thiếu Gia chứ, chỉ là anh ta không thèm vạch trần ra mà thôi. Bây giờ anh ta nói hết âm mưu, kế hoạch của mình cho Phong Khê Thiếu Gia biết, mục đích đúng là để uy hiếp, và hơn hết là vì anh ta muốn lợi dụng con cờ Phong Khê Thiếu Gia này. Phong Khê, cậu đừng lo lắng, bây giờ thực lực của Tô Thương không yếu. Có anh ta ở đây thì xác suất cao là cái vị chuẩn tiên đế kia sẽ không ra tay, cậu rất an toàn. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, lúc trước cậu là mồi nhử của tôi, nhưng bây giờ không phải nữa, đợi sau khi tôi đến trái đất, tôi sẽ giúp cậu đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế, như vậy thì cậu đã có thể vô địch ở trái đất rồi. Tôi cũng không thể giờ giờ phút phút đều có mặt ở trái đất được, do đó tôi có thể đem cái tinh vực này giao cho cậu quản lý. Viêm Long Tiên Đế bắt đầu vẽ vời tương lai cho Phong Khê Thiếu Gia nghe. Cảm ơn Viêm Long Tiên Đế, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, hoàn thành mỗi nhiệm vụ mà anh giao phó. Phong Khê Thiếu Gia biết Viêm Long Tiên Đế nói như vậy là để trấn an mình, đồng thời anh ta cũng biết, Viêm Long Tiên Đế không có lừa mình. Kỳ thực, bọn họ đều đã ký kết khế ước linh hồn với Viêm Long Tiên Đế, chỉ là bởi vì trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất quá thần bí. Viêm Long Tiên Đế không có cách gì đặt chân tới được, khoảng cách lại xa, khế ước linh hồn không còn tác dụng, cho nên lúc trước Phong Khê Thiếu Gia và Khuê Long mới nảy sinh lòng dạ riêng. Nhưng nếu như Viêm Long Tiên Đế có thể đặt chân lên trái đất thì dưới sự ràng buộc của khế ước linh hồn thì ai còn dám động tâm tư nữa chứ? Phong Khê Thiếu Gia hiểu rất rõ, đến lúc đó, Viêm Long Tiên Đế chắc chắn sẽ thật lòng bồi dưỡng anh ta, giúp anh ta trở nên mạnh hơn. Từ đó càng hữu dụng cho Viêm Long Tiên Đế hơn. Lúc này, Viêm Long Tiên Đế gật đầu, sau đó nói, Phong Khê, lúc trước tôi giao cho cậu hai nhiệm vụ, một là quét sạch giới luyện võ, hai là di ba tê chết huyết ma. Mấy nhiệm vụ này, tạm thời để qua một bên đi, đặc biệt là vụ huyết ma. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, tên huyết ma này, đúng là ngoài sự suy đoán của tôi. Tôi vốn cho rằng, chỉ nửa năm thời gian mà thôi. Ông ta nhiều nhất cũng chỉ khôi phục được đến cảnh giới Nguyên Anh, vậy mà không ngờ, ông ta vậy mà lại đạt được thành tựu cao như vậy, đám người Minh Cửu đều không phải là đối thủ của ông ta, nếu như cậu có đi thì cũng chịu chết mà thôi. Viêm Long Tiên Đế thản nhiên nói, chờ tôi vậy, chờ tôi đến trái đất rồi thì tất cả sẽ chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Vâng, Phong Khê Thiếu Gia cung kính đáp lại, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, bèn tò mò hỏi, Viêm Long Tiên Đế. Thuộc hạ có một chuyện không hiểu, tên Tô Thương kia chẳng qua chỉ là đời sau của Tô Vô Kỵ mà thôi. Mà ngay cả bản thân Tô Vô Kỵ cũng không có cách gì điều khiển được tháp hư không, vậy sao Tô Thương lại có thể mở được tháp hư không, dùng tháp hư không để nhốt cô Hồng Nguyệt chứ? Tháp hư không là đế khí của Huyền Thiên Tiên Đế, mà Huyền Thiên Tiên Đế là một nhân vật cỡ nào chứ, vũ khí của anh ta, người bình thường sao có thể sử dụng được? Phong Khê Thiếu Gia nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Ha ha! Viêm Long Tiên Đế mỉm cười rồi nói, tên Tô Thương này cũng không chỉ là đời sau của Tô Vô Kỵ. Thân phận thật của anh ta, tôi chỉ nói với U Minh, đồng thời căn dặn ông ta âm thầm di ba tê chết anh ta. Nhưng đáng tiếc, U Minh đã thất bại rồi, nhưng mà, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, Huyền Thiên Tiên Đế tinh thông tính toán, sao lại không sắp xếp đường lui chứ? E rằng 10 người các cậu có liên thủ lại với nhau cũng đều giết không được Tô Thương.
Phong Khê thiếu gia cảm thấy như lạc trong đám sương mù, vẫn không hiểu Viêm Long Tiên Đế đang có ý nói gì, chẳng lẽ Tô Thương còn có một thân phận khác sao? Ừm. Viêm Long Tiên Đế gật đầu nói, Tô Thương, anh ta chính là Huyền Thiên Tiên Đế chuyển thế, trong khắp thiên hạ này, cũng chỉ có mình anh ta mới có thể điều khiển tháp hư không. Cái gì? Phong Khê thiếu gia thất kinh nói, Tô Thương chính là Huyền Thiên Tiên Đế, không thể nào, Huyền Thiên Tiên Đế có uy thế tối cao, tại sao lại phải chuyển thế trọng sinh chứ, mà còn trọng sinh xuống trái đất nữa. Lần trước chúng ta dùng Tô Vô Kỵ để đánh cược, anh ta đã thua, từ đó không thể can thiệp vào mưu đồ của tôi ở trái đất nữa. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, cho nên, anh ta chuyển thế trọng sinh, biến thành người trái đất, để chống lại tôi. Chuyện này quá mạo hiểm rồi, Huyền Thiên Tiên Đế tại sao lại mạo hiểm như vậy chứ? Phong Khê thiếu gia mặt tràn đầy khó hiểu. Cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng anh ta đã làm như vậy, tôi cũng từng nghĩ chắc chắn anh ta có lý do, chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra. Viêm Long Tiên Đế nở nụ cười đùa nói, không sai, anh ta bây giờ hối hận không kịp nữa rồi, tôi cũng sẽ không cho anh ta thời gian để lớn mạnh lên, đợi tôi đặt chân đến trái đất rồi thì chính là ngày chết của anh ta. Anh ta tốt nhất đừng động đến một sợi lông của Hồng Nguyệt, đến lúc đó có lẽ tôi còn cho anh ta chết thoải mái chút, nếu không, ha ha, tôi sẽ rút đi linh hồn của anh ta, để anh ta đời đời kiếp kiếp đau đến mức không muốn sống. Cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của Viêm Long Tiên Đế, mặc dù không phải là nói với mình, nhưng Phong Khê thiếu gia cũng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ biết cúi đầu xuống không dám hó hé câu nào. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, cậu mau chóng hồi phục vết thương đi, mang theo hai người khác đi về Giang Bắc. Viêm Long Tiên Đế dặn dò nói, nhất định phải ngăn chặn linh khí khôi phục lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Lỡ như trái đất xuất hiện cao thủ cảnh giới tiên đế thì cho dù tôi có xuống trái đất được thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Vâng. Phong Khê thiếu gia cung kính đáp lại, sau một giây, hình chiếu trên đá thông linh liền biến mất. Ngay sau đó, Phong Khê thiếu gia tiêu tán đi linh khí, đem đá thông linh cất vào vòng tay chữ đồ. Viêm Long Tiên Đế có nhiều kế hoạch thật. Phong Khê thiếu gia nghĩ lại phát sợ. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn nói, cũng may mình cầm được đá thông linh, nắm được quyền chủ động, nếu không đợi sau khi Viêm Long Tiên Đế xuống trái đất rồi thì giơ tay là có thể di ba tê chết mình ngay rồi. Lần này xuống trái đất, có rất nhiều chuyện Viêm Long Tiên Đế không nói rõ trước, đồng thời sắp xếp nhiệm vụ cho mỗi người cũng không giống nhau. Giống như chuyện Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên mà Phong Khê thiếu gia cũng không biết, chỉ có chân nhân U Minh mới biết. Bây giờ Phong Khê thiếu gia càng cảm thấy Viêm Long Tiên Đế thật là thâm sâu khó dò, cũng không biết có sắp xếp đường lui nào khác không, bởi vậy anh ta càng kiêng kỵ vô cùng. Chuyện này sinh lòng dạ muốn thoát khỏi Viêm Long Tiên Đế, một mình xưng bá ở trái đất phải rút lại thôi, nếu không mình chết cũng không biết sao lại chết nữa. Phong Khê thiếu gia liên tục cười khổ, sau đó lại lẩm bẩm nói, nếu như Xích Hồng Nguyệt là người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế, mà Viêm Long Tiên Đế cũng biết ở trái đất có cao thủ chuẩn tiên đế, nhưng vẫn yên tâm để cô ta đến trái đất. Vậy thì chứng tỏ Xích Hồng Nguyệt có lá bài tẩy cường mạnh nào đó, thậm chí có thể cùng với cao thủ chuẩn tiên đế đối chọi lại, bằng không, đối với sự yêu thương của Viêm Long Tiên Đế đối với cô ta thì tuyệt đối sẽ không cho phép cô ta xuống trái đất. Nghĩ đến đây, Phong Khê thiếu gia liền nở nụ cười, như vậy cũng tốt, Xích Hồng Nguyệt không chết, thì Viêm Long Tiên Đế cũng sẽ không giận lây qua mình. Anh ta đã nhận lời mình, sẽ đem đế khí của Tiên Đế tặng cho mình, giúp mình đặt chân lên cảnh giới chuẩn Tiên Đế. Phong Khê thiếu gia mặt tràn đầy kỳ vọng nói, ha ha, cảnh giới chuẩn Tiên Đế, ở địa cầu đã là vô địch rồi, nếu nói như vậy thì cho dù là tên chó Viêm Long Tiên Đế thì sao chứ? Nghĩ đến đây, Phong Khê thiếu gia nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó bắt đầu tiếp tục hồi phục vết thương. Bên trong không gian vô tận, Viêm Long Tiên Đế ngồi khoanh chân, ánh mắt nhìn về phía tinh vực màu xanh phía xa, ánh mắt sắc lạnh vô cùng. Huyền Thiên Tiên Đế, không ngờ Hồng Nguyệt lại rơi vào tay anh đấy, ha ha, nhưng mà, điều này đối với anh mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt đâu. Viêm Long Tiên Đế lạnh lùng cười nói, tôi ngang ngược cả một đời, cũng chỉ có mỗi một đứa con gái là Hồng Nguyệt, ngoài nó ra thì cũng chẳng có ai nối dõi nữa. Tôi đã âm thầm bồi dưỡng nó từ lúc nhỏ, nên trong người nó, có một vật chí bảo vô cùng lớn mạnh,
chỉ yếu hơn tháp hư không một chút xíu thôi. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, theo tôi được biết, tháp hư không của hiện tại, không còn nguyên vẹn nữa rồi, dưới tình trạng này sợ là tháp hư không, cũng không có cách nào có thể nhốt Hồng Nguyệt lại được. Trái lại, nếu nó muốn phá tháp, chắc là có thể phá được, đến lúc đó, Huyền Thiên Tiên Đế, chỉ sợ anh sẽ chết trong tay Hồng Nguyệt thôi. Viêm Long Tiên Đế liên tục cười lạnh lùng, trăm năm tính toán, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Huyền Thiên Tiên Đế, cái này e là ngoài ý muốn của anh rồi, ha ha ha. Vật chí bảo trong người Xích Hồng Nguyệt, vô cùng lớn mạnh. Cũng là vì vậy, mà Viêm Long Tiên Đế mới dám yên tâm để con gái bảo bối đến trái đất. Đối với Xích Hồng Nguyệt, Viêm Long Tiên Đế nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, là một cô con gái được yêu chiều hết mực. Cho dù có vật chí bảo, nhưng ban đầu anh ta cũng không muốn để Xích Hồng Nguyệt mạo hiểm, không biết tại sao Xích Hồng Nguyệt lại ngang bướng, không muốn xông ra ngoài rèn luyện thực tế một lần. Hết cách, Viêm Long Tiên Đế không khuyên bảo được con gái, liền ép cô ta đồng ý. Ai ngờ cô con gái lại đánh bậy đánh bạ, rồi bị Huyền Thiên Tiên Đế thu vào tháp hư không, đây cũng được coi là niềm vui bất người rồi. Huyền Thiên Tiên Đế ơi, đây là chính anh muốn tìm cái chết, không trách người khác được. Viêm Long Tiên Đế để lộ ra một cười lạnh lùng, sau đó cười giễu cợt nói, tôi cũng sắp đến trái đất rồi. Phong Khê, e là cậu vẫn không biết, trong người cậu đã bị tôi giở trò từ lâu rồi, đợi linh khí bắt đầu khôi phục, sẽ là lúc trận pháp của trái đất phòng thủ yếu nhất. Viêm Long Tiên Đế bày mưu tính kế nói, đến lúc đó, tôi có thể dùng trạng thái linh hồn, xuyên qua không gian, đoạt lấy cơ thể của anh, rồi lợi dụng đế khí, trong thời gian ngắn đem cảnh giới nâng cao đến mức chuẩn tiên đế. Tất cả những gì tôi có, chính là đế khí thực sự, những tên chuẩn tiên đế ở trái đất kia, đương nhiên không thể nào đấu lại tôi được. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, mà linh khí khôi phục, cần một cái quá trình, tối thiểu nhất nửa canh giờ, trong lúc này, ta hoàn toàn có cơ hội phá hủy khôi phục trận pháp, ngăn cản linh khí khôi phục, địa cầu người tu chân đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Huyền Thiên Tiên Đế, Huyết Ma, hai người các ngươi đều phải chết, ha ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.